Đến lúc nó lên câu hết tiền. Đường tình yêu ai lối đi. Ê, để cái kia lên. Để em... Nhưng mà nó bật nắp lên nè. Đóng nắp chưa? Vì là nó bật chứ không phải nó nhảy nắp à. Chào cả nhà. Mấy cái bịch để con gắn đấy. Nếu như em coi like trước của chị đồ đẹp tiếc quá. Ồ vậy hả, bữa giờ Bích Tiền Lâm đâu không thấy. Hình như Bích Tiền Lâm khách khách cũ đúng không? Mang cái đó làm cái đồ hiệu đó em. Siêu phẩm nước một. Chia sẻ không biết vườn nữa. Bị chậm xíu nha cả nhà, đợi em xíu nha. Chấm chấm bài tương tác nói chuyện với nhau đi. Cùng nhau hát hò rồi. Cảm ơn em. Tình thương mến thương. Rồi vô nha cả nhà ơi. Cái điện thoại này nó không có được đứng. Rồi vô nha cả nhà. Chúc cả nhà một buổi trưa vui vẻ. Cùng nhau xin like và chọn nhiều được đồ đẹp đẹp. Và đừng chốt dạo của em yêu thương. Yêu thương, yêu thương. Một áo này sexy nè, size ML ngực 92. Ngực 91, 92 đổ lại đầu like cho một con nổi nổi nè. Rất là đẹp nha. Nó chất thun giống như là đi biển á. Size M nha. M lớn, L nhỏ, ngực 91, 92 đổ lại. Sexy, cái này không có chỗ nhét mút. 25k thôi, 25k. Lên mã 25 dùm cho em nha. Rồi em tiếp nha. Sao khúc này sexy không ta? Rồi một em sexy size SM nhỏ ngực 82 đổ lại. À, siêu phẩm hả? À, hello Nhung Nguyễn, ngực 82 đổ lại nha. Đây. Rồi em này 25k luôn nha quý vị, mã 21. Một em hiệu Jockey, cái này giống như là lượt lại, nói chung cũng rất là đẹp nhưng mà giá rẻ em. Một em hiệu Jockey size S ngực 81 đổ lại. Rất là đẹp nha.
còn mới đẹp luôn, cái màu ghi xám xám, 35k, mã B5. Rồi một em sexy nữa nè, kiểu này mặc như áo ngực được luôn nha quý vị, size M nhỏ, ngực 83 đổ lại mà sau có mắt cài mút vừa phải nha. Cái này có nhũ nhũ nè, rất là đẹp, 25k, mã B6. Rớp chớp có nhưng mà không biết nó nằm ở đâu, cứ xem từ từ giùm mình nha. Size M nhỏ, ngực 85 đổ lại, rất là xinh, màu hồng, 30k, mã A. Tiếp một em dốc khay size S, ngực 82 đổ lại, còn mới đẹp luôn, 30k, lên mã CU5, mã này hên nè. Một em size M nhỏ của Champion, ngực 84 đổ lại, ngực 84 đổ lại nha, 30k, mã 26. Em này giống như cái cổ yếm yếm, nó khoét cao nè, ngoài sau thì nó là có cái lỗ nè. Cái này không có chỗ nhét mút, giống như mặt rất thớp vậy đó, rất dễ thương nha. Size S, ngực 80 đổ lại, dễ thương lắm luôn nha, 35k, này đẹp lắm nha quý vị, mã M7. Em xem thử chị cái nào em, B6, B8 vậy hả? Đây cái này nè, cái này nè, nó đây 25k thôi nè, cúp V, ngoài sau có mắt cài nè, màu trắng, nó giống như có nhũ 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 đây nè. M7, Nguyễn Thị Hạnh. Này chị vừa không chị? Size S nha, 35k. Này của ai bữa hổm nè, xả ra bữa bán 45 đó. M7 của chị Hạnh. Em lấy cái này hả em? Ok, 25k nè, của Trinh Mít kia, Nguyễn Thị Hạnh. Này cũng size M nhỏ. Em lấy cái gì lát em cho cái tên nha tình yêu. Size M nhỏ, ngực 83 đổ lại, 25k luôn, mã A21, cái trắng nha. Bạn Trinh Mít chốt trước rồi tình yêu ơi. Rồi một con tem, ủa quên lộn, con nai thì đẹp nhưng mà nó bể tem nha. Con nai rất là đẹp, bể tem, size M, ngực 85 đổ lại, độ mới cao mà bể tem, sale 30k nha, 30k, mã 34, A21 Trinh Mít, ngực 83 hả chị, 25 Trinh Mít. Để lát em thử coi, 85 là bằng cái áo em đang mặc, cái ngực em đang mặc. Rồi một em này hiệu chữ Z, size S, ngực 83 đổ lại, ngực 83 đổ lại, cái này không có chỗ nhét mút nha, sale 35k luôn, cái này rất là mới nè, độ mới còn cao lắm nha, mã B11. 25. Một em Champion Loan Loan size M, ngực 85 đổ lại, ngực 85 đổ lại nha, cái này không có chỗ nhét mút luôn nha, 30k, mã N1, B11 Trinh Mít, 35. Có cái áo cúp cúp nè, 15k nè quý vị, có mút sẵn luôn, size M, ngực 87 đổ lại, có mút cúp dúng dúng sẵn nha, 15k, mã 47. Một em Champion size M lớn, ngực 88 đổ lại, không có chỗ nhét mút nha. Cái này nó dơ rồi, thôi tặng nha quý vị, nó bị dính màu xíu. Tặng lên mã D15, 47 Trinh Mít, L1 Cherry Cherry. Cái tên này em quen. Trinh Mít 15 nè, N1 Cherry Cherry 30. Cherry Cherry chưa? Lạ mà. Rồi tặng lên mã D15 dùm cho em nha, Trinh Mít nè, Trinh Mít của Trinh Mít D15 rồi.
Rồi một em size M nhỏ ngực 83 đổ lại. Cái này cũng không có chỗ nhét mút nha. Thôi cái này lỗi rồi. Rồi size M ngực 86 đổ lại. Ngoài sau là kiểu chữ T khoét lưng khoét lỗ nè. T15 của Trinh Biết nha các tình yêu. 25k lên mã M7. Mấy tình yêu bữa chốt xong không có inbox nè. Cái này giống như áo đi biển nha, SM đều được. SM đều được 15k. 15k lên mã B6. M7 Trinh Mít. Ok 25k. Rồi cái này một lớp. Cái cúp này một lớp em tặng nha quý vị. Có quần lửng hả? Có quần lửng nha. À, B6 của Trinh Mít luôn. Cái này tặng nha, nó một lớp thôi. Cúp sexy size ML ngực 92 đổ lại. Tặng nè, lên mã 27. B6 Trinh Mít 15k. Có set có B6 hết rồi nha chị. Có đồ 60 mấy ký nhưng mà không có set, 70 ký nhưng mà không có set nha. Rồi một em nai này nó cũng bể tem thôi nhưng mà cũng còn mới lắm. 30k size M ngực 86 đổ lại. Không chỗ nhét mút nha. 30k lên mã B6, nó là B6 nè. 27 Trinh Mít nữa nè. Tặng nè. Trinh Mít vàng này Trinh Mít hả? 15. Còn này là tặng nè. Rồi cái này size L. Size L ngực 95 đổ lại. Quần lửng gym lên cho em. Tí xíu mình sen vô nha. Size L ngực 95 đổ lại mút liền. Có lỗ nha. Rồi em này 35k luôn. 35k lên mã T101. Không đẹp. Kiếm mấy cái đẹp. Mấy cái này bé mà nó đẹp lắm nè. Size S thôi, size S một lớp nha. Size S một lớp, cái con này nó còn mới luôn á. 10k thôi, 10k nha, cái này mới luôn nè. Size S thôi, ngực 80 đổ lại. Lên mã D15 Nguyễn Trang B6. B6 của Nguyễn Trang, ok 30. Rồi con này 10k luôn, cho nhanh size S nè. Cái này thì hai lớp, có chỗ nhét mút, mã N7. Một em nai nữa nè. Em nai này cũng bể tem CM ngực 86 đổ lại. Hơi dơ tí xíu, dưới đây em sale 25k nha. Thấy như Võ Thị nha, nhưng mà nãy giờ không thấy comment, giờ mới thấy á. D15 đồ si Hồ Hiền. Này nó dơ tí xíu, dưới đây này em sale 25k nha. 25k CM. Hiện nay luôn mã Y2. Đơn của chị em chưa đi. D15 thật. Ủa, D15 đồ si trước. D15 của đồ si. Đồ si Hồ Hiền inbox cho mình nha bạn. N7 nè, 10k nữa nè, 2 cái. N7 hết nha. Ngọc Lan Nguyễn ơi, Y2 Nhung Nguyễn. Ok, Y2 Nhung Nguyễn 25k. Nhung Nguyễn inbox giùm cho mình nha. Này em sexy này. Bữa chốt ai không biết nữa. Để xả ra mất tiêu rồi. Rồi em sexy này size M ngực 86. Ngực 86 đổ lại, không có chỗ nhét mút nha. Nên em sale 25k luôn nha quý vị. Lên mã 52. Đồ si Hiền Hồ inbox giùm mình nha. Tại chưa có chụp hình được. 10k. Ở chỗ chị Mưa. Chưa, đồ chị em chưa có đi. Rồi size ML ngực 92 đổ lại nè. Rất là đẹp, cúp nè. 30k. 30k lên mã T02 52 của Như Võ Thị nè. Như Võ Thị nè 25. Thấy Cường Phụng đúng không? Một em sexy, cái này một lớp thôi 10k nha. Một lớp 10k. Size này size M ngực 86 đổ lại. 10k lên mã N7. Em có ai mà?
của Nhung Như Võ Thị, Như Võ Thị inbox giùm mình nha, T01 25 của Nguyễn Thị Thiến Hạnh, T02 T02 này 30. Một em size S nè, họa tiết nè, Như Võ Thị của Champion luôn nha, 30k lên mã M0. Này có ai nữa? Của Nguyễn Thị Hạnh đó, 30. Rồi em này kiểu size S. Size S ngực 82 đổ lại nè, ngực 82 đổ lại, cái này không có chỗ nhét mút nha. Rồi 30k luôn. 30k ngoài sau nó nè. 30k lên mã 99. Ai có đơn nhớ inbox giùm cho mình nha. Rồi em dây này size SM nhỏ, ngực 83 đổ lại nè. Phía sau nè. Hiệu của XOXO gì đó. Cái này có chỗ nhét mút nha, 30k luôn. Lên mã M7. Rất chớp hả? Không biết nữa. Bạn cứ xem đi, tại mình không có chia ra đó. Màu em size S ngực 83 đổ lại của Champion. Cái này cũng không có chỗ nhét mút nha. Rồi nay xem em này 30 luôn nha quý vị. Mã Y2 M7 Ngọc Lan Nguyễn. 30 Ngọc Lan Nguyễn mới. Rồi em này của ai xả nữa nè, size L nè. Size L ngực 97 đổ lại, lưới lưới rất là đẹp nè. Nó như nó cái cổ khoét như yếm á. Lưới lưới nha. 40k. 40k lên mã B6. Em xem lại cái lúc nãy chị chốt 83. Cái đó để em coi sao nha chị. Cái này giống như đi biển nó cột lên nè. 20k. Size L nha. Đó, tục giá luôn, size L ngực 96 đổ lại, có như kéo phía trước như đi biển, kiểu rất là xinh. 20k thôi, mã 42. B6 của Ngọc Lan Nguyễn rồi chưa? À đây nè. 40 nè. Cái đó khác. Nãy là M7. Rồi một em này size M ngực 86 đổ lại, ngoài sau nó cũng lưới 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 nha. Ngoài sau nè. Lưới lưới nè, đẹp luôn, hiệu này nè. 40k luôn nha, cái này size M lớn ngực 87 đổ lại, 87 88 nha. 40k mã 39. Một em size L ngực này, L nhỏ thôi. L nhỏ ngực 93 đổ lại mút liền. Nè bữa giành giật 40k luôn. Cuối cùng là không có inbox. Mã X2. X2. Một em nai cho cái. Em nai này nó bể tem ít thôi, size S. Nó bể tem ít ít thôi nha. Size S ngực 81 đổ lại. 35k. 35k lên mã 55. Rồi cái này size LXL ngực tầm 98 đổ lại, ngực 93 98 nha. Ngoài sau nè. 35k luôn. Mã E7. Mấy cái này giống như cái cúp size L ngực 96 đổ lại nè quý vị. 10k thôi, cái này mút liền nha. 10k luôn nè. Lên mã F9. Em muốn mua quần chút inbox. Đợi xíu mình like luôn bạn ơi, tại vì mình không có hình với ấy đó. Rồi cái này size M nhỏ ngực 83 đổ lại nha. Cái này như rớp thớp nè, ai hỏi rớp thớp nè, có nè. Màu da rất là đẹp luôn. 30k thôi, mã A19 E7 Trường Ngân Bánh Kem. 15, ủa quà nào. 35k. Lát inbox dùm cho mình nha, tại vì không có chụp cái tin nhắn, không chụp cái màn hình được, chụp cái là rớt cái bụp cái điện thoại, hoặc là nó tắt máy. Rồi em tiếp nha. Một em này A19 của Nhung Nguyễn. Em là chị là ai? 19 Nhung Nguyễn 30. Em là ai? Cô gái hay nàng tiên? Sao đi qua nơi chốn nhà này? Size M nhỏ, ngực 83 đổ lại, không có chỗ nhét mút, trắng tinh luôn, sale 25k thôi, bữa bán 35 nè. Lên mã T0. Đúng rồi. Này Under Armour luôn nè.
size S. Size S không có chỗ nhét mốt nha. Bữa bán 45 nè, hôm nay sale 40 ở 35 thôi. 35 size S không có chỗ nhét mốt, sale 35 của Under Armour luôn, mã 89. T0 trên mid 30k. Ủa nhiêu ta? Nãy mày nói này nhiêu? Phải 30 không? Rồi một em màu màu hồng CS. Màu hồng CS cái này cũng như rất top, không có chỗ nhét mút. Ngược 80 đổ lại. 30k lên mã 30. 89 trên mid 35. Hiệu gì của Champion CS ngược 80 đổ lại nè. Cái này nó giống như là vảy cá gì đó, cũng không có chỗ nhét mút nha các tình yêu. Ngược 81 đổ lại nha. Size S 35k lên mã H30. Cái này cái kiểu nó may phối phối nhiều màu. Cái viền nó là màu khác mà cái dây nó là màu khác, nó phối nhiều màu nha. Size này size ML á. Size ML ngược 93 đổ lại nha. Nó phối phối nhìn nó ấy, sale 15k thôi nha, 15k. Lên mã B6. Đây một em màu xanh rất là đẹp. Size M lớn L nhỏ ngực 91 đổ lại. Ngực 91 đổ lại 35k. 35k lên mã 09. Tình yêu đều quần, đợi mình tí xíu mình like sơ sơ này. Size LXL ngực 98 đổ lại. Trắng tinh luôn nha, không có chỗ nhét mút. Ngực 97 đổ lại đi, không chỗ nhét mút nha. Rồi sale 30k thôi, mã 62. Hôm em có hai cái giữ cho em. Cha bữa em kêu chị gửi, chị mới gửi hôm qua luôn á, 09. Chị mới gửi hôm qua, bữa giờ chị để luôn á. Ngọc Lan Nguyễn 35. Tại đợi em cũng cả tuần rồi, em thấy không có ấy thêm nên chị mới gửi hôm qua luôn. Rồi cái này của hiệu Onavi, size M lớn L nhỏ ngực 91 đổ lại. Cái này cũng không có chỗ nhét mút, sale 25k thôi, lên mã T2. Họa tiết xanh em xem là cái nào em. Từ từ tới nè. Size S. Size S của Dunkin ngực 81 đổ lại. Rất là mới. 35k. Lên mã B5. Một em size S này dạng như nó như thổ cẩm vậy đó. Size S ngực 80 đổ lại. Rồi đây 35k luôn, lên mã 55. Size ML ngực 90 đổ lại. Kiểu nó có thêm này nè. Không có chỗ nhét mút nha. Cái họa tiết. Rồi em này 30k lên mã N7 B5 B555. Cái họa tiết này hả bạn? Cái 15k hả phải không? Cái 15k đúng không? Cái này 15k nha. Cái này nó may nhiều 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 cái vải á. Nhìn nó hơi hơi ấy xíu. B5 đó 35 của Như Võ Thị. Rồi em tiếp nha. Một em này size M ngực 87 đổ lại. Ngực 87 đổ lại màu xanh đẹp lắm nha. 35k lên mã 52. Một em màu tím. Cái này cũng không có chỗ nhét mút, size M. Size M nhỏ ngực 83 đổ lại. Size đó size ML ngực 92 đổ lại, nói chung là từ 87 đổ lên thì mới mặc đẹp nha. Rồi cái này là size M nhỏ ngực 83 đổ lại nè, 35k. Lên mã B5. Bên đây không ai tương tác cho người ta. Cánh chấm bài đi các tình yêu. Size M ngực 84 đổ lại, M nhỏ thôi, ngoài sau đen nè. 35k. Lên mã B6. Đây một em Nike nè. Size M, size S ha. Nike size S. Nike size S cái này nó mặc được hai mặt luôn nè. Nó mặc mặt này cũng có tem luôn nha.
Nói chung là tem thì nó còn nguyên không bể, mà áo thì nó không mới lắm, nên mình sale 35 luôn. B6 của Thảo Phạm. Thảo Phạm nè, Thảo Phạm bữa có cái ren cũ chút chốt luôn. Rồi cái này sale 35 luôn nha quý vị. Xe S ngực 82 đổ lại thôi, nó mặc được hai mặt nha. Tem thì còn nguyên nhưng mà cái đường viền nó hơi tối màu một xíu thôi. Mã T101. Cái đó 35. Kiểu này kiểu gì lạ lạ, không có chỗ nhét mút. Rồi kiểu đắp đắp không chỗ nhét mút. Size LXL ngực 95 đổ lại. Ủa quên, 98 đổ lại. Ngực 98 đổ lại nè, 25k thôi. Lên mã 39. Tiếp có màu hồng. Trời ơi sao cái mút chảy ra sao vậy. Rồi size M nhỏ ngực 84 đổ lại. Ngực 84 đổ lại có chỗ nhét mút nha. 25k luôn. 25k lên mã 07. Cái này mút nó chạy ra sao. Tiếp. Mấy này của em bé là sao. Size L không có chỗ nhét mút. Ngực 93 đổ lại. Ngực 93 đổ lại. Cái này không có chỗ nhét mút nha. 25k. Lên mã F9. Rồi này Champion nè. Champion này màu hồng rất là đẹp. Size M nhỏ ngực 82 đổ lại. Cũng không có chỗ nhét mút nha. Đó, mấy cái line siêu phẩm em bán 60. Cái này 35 luôn nha quý vị. Mã 16. 1 em đan kinh nè. Size M ngực 86 đổ lại. F9. Trương Ngân bánh kem. Cái này không có chỗ nhét mút luôn nha quý vị. F9 25. Cái này hai lớp mình có thể mình cắt mình nhét được nha. Hai lớp dày. 35k luôn. 35k lên mã 18. 16 Tống Nhi. Cái nhiêu màu có mút không chị? Cái đó có mút nha. Rồi size M nhỏ ngực 84 đổ lại. Cái này cũng không có chỗ nhét mút nha. Hiệu Champion luôn. Champion luôn. 30k mã F1. Tống Nhi nè. 16. 16 nào. Ủa 16 hết rồi hả? Phải 18 hay 16 bạn? 18 đúng không? Cái này đúng không? 18 35k đúng, ok gì mình nha. Tống Nhi ơi, phải cái đó không? 10 F1 phải không? Cái này F1 nha, F1 30 đúng, ok nha Tống Nhi. Tống Nhi ơi đúng, ok nha bạn. Ôi trời ơi đúng rồi. Còn cái này phải 18 đúng thì ok nha. Lấy cái mà 15k như Võ Thị. Này Tống Nhi hả? Đúng rồi. Cái 35. Cái họa tiết đúng thì ok cho mình nha. 15k nè, size L nha bạn. Như Võ Thị nè. Không, bên đây người ta comment trước mà nhiều khi nó lên cái ấy đó em. Nó lên cái số hơi khác xíu á. Để hỏi bạn coi phải không? Bạn ơi, phải là bạn comment 18 đúng không? À, ở đâu? Bình Đông, sông Hinh, Phú Yên mà ngay thành phố hay là ở đó là ở ấy bạn? Ở huyện hay gì? Size L cũng không có chỗ nhét mút, ngực 95 đổ lại nha. 30k. Mã to. Không thấy bạn trả lời. Vậy là không có lấy cái 18 này, mình bỏ qua cho sen nha. Cái trang màu hồng này cho sen nè, 35. Cái trang màu hồng này phải không? Cái này 07 mà. 16 đâu ra. Cái 07 25k đúng thì ok cho mình nha. Rồi một em này. Size M nhỏ. Cái này lem màu rồi. Lem màu phía sau rồi tặng nha. Rồi đúng ok 25k. Còn này của sen 35. Lem màu tặng mã F9 giùm em nha. Ở huyện thì ship tầm 30k nha bạn. Mã F9 tặng nha các tình yêu.
Màu em M nhỏ ngược 84 đổ lại. Hiệu của Dunkin luôn nè. Dunkin luôn nha. Rồi lên mã này 30k, lên mã 81. Nè, cái đó của Sen, còn này của Tống Nhi là 2507 thôi. 07 là cái nào trời? Mã 07 là cái nào? F9 Tống Nhi. F9 là tặng nè Tống Nhi. Ờ đúng rồi, ship 30 đó. 81 của Ngọc Lan Nguyễn 30. Rồi em tiếp nha, 07 là cái nào á, không biết nữa. Qua nha quý vị. Size M. Size M lớn ngược 87 đổ lại, cũng không có chỗ nhét mút luôn nha. 25k thôi. 25k lên mã 51. Vậy là có người lấy rồi đó bạn. Một em Charms màu trắng size M nhỏ ngược 82 đổ lại, cũng không có chỗ nhét mút luôn nha. 25k lên mã 16. Một em size L ngực 90 93 92 93 đổ lại nha. Đó, 92 93 đổ lại nè. Em này 40k nha. Size M nhỏ mã A19. Thảo Lê Phương là ai? Thảo Lê Phương nhận hàng rồi mà ta. 51 Cường Phụng. Con ngon vô cái iPad nhắn tin nói gửi rồi đi. 51 Cường Phụng 25. Tống Nhi 10 à. Thường Ngân bánh kem 16. Tống Nhi 16 hết nha tình yêu. 25 phải không? Ừ cái này 25 luôn. Thường Nhi bánh kem. Rồi còn cái A19. A19 40 Ngọc Lan Nguyễn. Thường Nhi bánh kem 25, Ngọc Lan Nguyễn 40. Trương Ngân bánh kem. Ừ. Trời ơi thì tao nói cái chữ bánh kem thì nữa tao không có thấy đường đâu. Một người khác thì sao? 25 đó không có thấy đường đọc. Dạ, nữa hơi già rồi, lớn tuổi. Alo. Rồi sau đó là Ngọc Lan Nguyễn nheo 40 mà nó cứ hỏi chứ tả được hoài. Cái này có ai nè? Của Tống cái màu tím nãy là cái số mấy, 51 phải không? Của Cường Phụng. Mới phải không? Cường Phụng đúng rồi. Size S ngực 80 đổ lại, cái này cũng không có chỗ nhét mút nha. Nó rất là mới, sale 25k thôi. 25k ngực 80 đổ lại, lên mã 55. Được em nhỏ mặc size S. Đúng rồi, điều em. Nói chung ngực cỡ chị là mặc có size S thôi đó. Size S M nhỏ ngực 80. Rồi một em F21 xịn sò nè. Đó, hàng xịn ngoài sau lưới nha. Lưới nè, rất là đẹp nha. Size SM nhỏ ngực 84 đổ lại. Mới tin nha quý vị, còn nguyên đầy đủ tem nè. 40k. 40k lên mã F9. Rồi một em hiệu nữa nè, cũng còn nhiều tem. Cái này cũng có chỗ nhét mút nha. Size M ngực 85 đổ lại. Size M ngực có quần nha, đợi xíu. Size M ngực 85, 55 Thái Thanh. F9 Thái Thanh, 39 Thảo Phạm. F9 mà Thảo Phạm. F9 Thái Thanh 40. Cái này của Thái Thanh luôn. Hay là gì? Thái Thanh cái tên mẹ mày. Ừ. Cái này gì 30 với cái này 40. Đúng rồi. Cái 30 cái F21 40. Thái Thanh. Cái ren lưng đó. Màu em hiệu xịn sò luôn nè, cũng có mút ngực nha. M, size M lớn ngực 87 đổ lại nha. Ngoài sau cũng lưới nè. Rất là đẹp, 40k. 40k lên mã N7. N7. Rồi em này không có chỗ nhét mút. Không có chỗ nhét mút size M. Size M ngực 85 đổ lại, em này sale 25k thôi. Thị Sen N7 25k lên mã 89. À, sale 40k. Không mút thì nhét vô luôn đi con.
Rồi bờ lớn lờ nhỏ bon chen. Ngực 92, 93, 93 đổ lại nha. 25k luôn. Lên mã A19. Rồi em Champion. Size M, ngực 85 đổ lại. Cái này không có chỗ nhét mút, giày 2 lớp. Ngực 85 đổ lại nè. 35k lên mã 55. Rồi quý vị tình yêu nào mà xem quần thì đợi tí xíu nha. Một em này size L. Size L mút liền, ngoài sau có khóa cài. Ngực tầm 92 đổ lại, ngực 92 đổ lại nè. Bữa nay sale em này 35k luôn nha. Trắng tinh, chiều nay em mới được nhận hàng chị yêu. Chị chưa gửi cho em. Mã F9 A19 bánh kem. 25. 35k mã F9. Một em hiệu Âu Navy size M. Ngực 85 đổ lại 25. Ngực 85 đổ lại nha, 35k. Cái này không có chỗ nhét mút nha, nó 2 mút 2 lớp dày. 35k lên mã 99. Một em hiệu này hiệu cái số 9 giống của Champion size M. Ngực 87 đổ lại, size M lớn, ngực 87 88 đổ lại nha. Đẹp chưa? 35k lên mã B5. F9 bánh kem. F9 35. Rồi một em xịn sò size M, ngực 87 đổ lại, M lớn, ngực 87 đổ lại nha. Phối đẹp chưa? 40k thôi, 40k lên mã 42 B5 thị sen. 35k em vẫn chưa nhận được đơn trước hả? Sao bưu điện nó đi lâu dữ ta? Chị gửi hồi bữa hồi tuần trước á. Của sen 35. Size L có kéo khóa nè. Ngực 95 đổ lại, ngực 90 95 nha. Con này đẹp luôn lắm nè, 35k luôn. Mã to. Một em đẹp nữa nè, size ML, ngực 91 đổ lại, ML M lớn, L nhỏ, ngực 92 đổ lại nha. Đẹp quá luôn. 35k luôn. Mã 24. Size M, ngực 87 đổ lại. Rất là đẹp, 30k. Mã D15. Size M, ngực 9 quên, ngực 88 đổ lại, 87 đổ lại nha. Ngực 87 đổ lại. Em này 20k mã 07. To. Đoàn Chiến. Đoàn Chiến 35k. Lát inbox dùm cho mình nha bạn, Đoàn Chiến. Tại vì mình cũng không có gọi á. Gọi nhiều khi mấy bạn không có lấy, còn tốn tiền điện thoại nữa, khổ lắm. 24 bánh kem. 24 lại nào. Ok, 35k. Có quần nha, Thái Thanh hát Biệt Ly. Size S, hiệu Champion mới chát nha quý vị. Ngực 82 đổ lại. Ngực 82 đổ lại rất là đẹp nha. Rồi em này 40k nha các tình yêu ơi, mã 24. Ủa nãy nhắn tin ai nhắn tin con nói đi rồi chứ. Bác nằm đâu đó đó. Size S, ngực 82 đổ lại, cái này không có chỗ nhét mút. Còn mới đẹp luôn, màu này rất là lạ nè. Tím tím, 35k mã M0. 24 kim phượng. 40. Một em sọc hiệu Champion size L, ngực 96 đổ lại, ngực 90 96 nha. Rồi nhớ inbox dùm cho mình nha, ngực 90 96. Cái này không có chỗ nhét mút luôn, 35k. Cái này rất là mới nè, mã 09. Tiếp tục một em size S, ngực 80 đổ lại. Hiệu Champion luôn á, ngực 80 đổ lại nha. 35k.
Mã 24. Size M lớn, L nhỏ bon chen 190 đổ lại. Em này cái thun nó hơi nhăn nhăn xíu nhưng mà mình mặc mình căng ra là ok nha quý vị. 30k thôi. 30k size M L ngực 91 đổ lại đi nha, mã to. Một em tram size S ngực 82 đổ lại, không có chỗ nhét mút. 30k. Lên mã N7. Một em này một lớp. Một lớp này size ML ngực 91 đổ lại nha. Em sale 10k luôn, trắng tinh dày đẹp mà sale rẻ luôn. Dù mình mặc áo ngực không có dây vô cũng được nha quý vị. 10k thôi, mã A9 tầm size L á, ngực 92, 93 cũng được, 94 cũng được luôn. Áo ống không quý vị? Áo ống đẹp size M 10k. Áo ống size M 10k ngực 86 đổ lại. 10k lên mã 26. Một em size XL ngực 98 đổ lại, mút liền, cúp C ngực 98 đổ lại nha. 35k. Mà sao nó là dây nè, dây nè. Lên mã 51. 26 Tống Nhi 15. 26 hết rồi. C một em CK size S nè, nhỏ nhỏ xinh xinh nè, size S nè. 20k. 20k ngực 82 đổ lại nha. Mã B6. Một em chuẩn tập size M có nhưng mà nhét mút nha quý vị, ngực 85 đổ lại. Ngoài sau nè, ngực 85 đổ lại nó màu xám nha. 35k. Lên mã E7. 26 Tống Nhi, B6 Tống Nhi. 20k. Có ai mặc cái cúp sexy nè không quý vị, mặc như áo ngực nha. Size ML ngực tầm 90 đổ lại. 90 đổ lại nha, 25k. Lên mã B5. Một em size L kéo khóa, chị bỏ ra giúp em cái áo ống, rồi áo ống bỏ qua cho sen. 15k. Đúng rồi. Size L ngực 94 đổ lại nha. Mút dây kéo khóa nè, màu trắng đẹp luôn. 35k. 35k lên mã T101. Một em size L ngực 95 đổ lại. Size L ngực 95 đổ lại 25k. Lên 26. Rồi, con bớt đi. Một em tram size M. Tram size M ngực 9 quên. Ngực 85 đổ lại, M nhỏ là ngực 84 nha. Không, S chứ. SM nhỏ ngực 84 đổ lại. Không có chỗ nhét mút nha, mã F9 30k. Một em Asics nè. Asics gì nè. Cái này cũng không có chỗ nhét mút, nó như rất tớp. Hai lớp. Size L của Asics gì đó. Size L ngực 95 đổ lại. Size L ngực 95 đổ lại nha. 35k lên mã 18. Còn lâu nữa không? Tí qua quần. Đợi chút xíu. Tại vì mình sale áo cho nó gọn. Size S ngực 80 đổ lại. 80-81 đổ lại, hiệu Under Armour mới tin luôn nha quý vị. 35k mã 38. Rồi một em này đẹp quá, đẹp luôn. Size SM. Size SM nếu mà cúp này tầm cúp B mặc đẹp nha. Đó, đẹp xinh, rất là xinh. Mặc thành áo lót cũng được nha. Hiệu của CK á. CK nè. Cái nó là thun cô tông, nó nhám nhám nha quý vị. Size SM ngực 83 đổ lại, mặc thành áo lót cũng được, hiệu CK luôn nha. Hiệu CK luôn nè. 35k mã 07. 38 Nguyễn Thanh Thủy.
Ok. 35. CK đẹp quá. Rồi em lên tiếp, em này size S nè. Ngực 80 đổ lại. Cái này cũng hai lớp dày, không có chỗ nhét mút nha. Sale 25k luôn, mã 24. Cái này mút liền, size M. Mút liền size M, ngực 86 đổ lại. 35k, mã 84. Mút liền luôn. Mút liền size M, ngực 85 đổ lại, 24. Của Cường Phụng. Ngực 85 đổ lại mút liền luôn, 35k mã B6. 30 của Cường Phụng. Thảo Phạm 84, 35. Một em màu hồng size M. Cái này cũng không có chỗ nhét mút nha, ngực 85 đổ lại. Ngực 85 đổ lại. Cái này ở đây giống như nó loang loang màu, em sale 20k nha quý vị. 20k nha, mã 24. Có ai size XL không? XL có cái giống như cái áo phủ bụng nè. Áo phủ bụng XL nè. 25k luôn. Size XL ngực 95 đổ lại nha. Ở trong đây nó có thêm một cái nịch nữa nè quý vị. Giống như nó có thêm cái áo rớp thớp á. 25k size XL ngực 95 đổ lại, đi mã D15. Một em size S ngực 80 đổ lại, cũng không có chỗ nhét mút nha. 25k. 25k mã 84. 84 hoài ta. 84 là 88. Rồi em này size L. Con gì tím mà để trên đùi thế, cái nào em? Cái beo beo này thấy nó nhỏ quá nè. Cái này có một lớp nhỏ à. Rồi cái này size ML, ngực 92 đổ lại, ngực 86 đến 92. Ngực 86 92 size ML. 35k mã 00. Size M, M nhỏ ngực 84 đổ lại nha. Hiệu Champion luôn nè. 35k lên mã 51. Đây em mặc sexy không quý vị, 15k. 15k size M nhỏ ngực 82, mã N7. Lên em xem. Cái 24, cái này size L em, size L em vừa không? Size L nha. Này cái gì, 51 hả? 00 của bánh kem. Nhiều. Dạ, ủa cái áo 24 cái đó nhảy nãy nhỏ nha. Cái này size nhỏ nha, ngực tầm 82 thôi, bánh kem đó 35. Còn 51 là nào? 51 là của sen 35. Rồi áo một lớp size M, một lớp size M ngực 87 đổ lại. 10k. 10k lên mã. Lên mã 99. Tụt view nhanh ha, không có like siêu phẩm tụt view. Một em khóa kéo, phía sau có mắt cài. Size M nhỏ ngực 85 đổ lại. Ngực 85 đổ lại, nói chung từ 80 đến 85 mặc được, tại vì nó có nhiều mắt cài nè. Kéo khóa 35k. Lên mã 51. Có mấy cái kẹp lên tới lên luôn, gỡ đi con. Có. Đó, chồng đó. Chồng đi tới rồi hả? Under Armour size L nè. Under Armour size L có mút nha. Ngực 90 qua 96 đúng rồi. Cái dây màu da. Cái đó không vừa em đâu, cái đó nó tầm size S M nhỏ thôi. À cái dây bự bự hả? À, cái 25k giống như áo phụ bụng phải không? 51 Thái Thanh. Thái Thanh 35. Cái này size L nha, ngực 90 95 đổ lại.
Under Armour luôn, 35k lên mã CU5. Lâu quá rồi mới đưa lại CU5. CU5 cái này đúng không? Cái này tầm CL 95. Áo phủ bụng nè, 25k nè. Lấy thì lên mã D15 nha. Một em size M. Okay. Rồi. Một em size M nha. Ờ 35. Một em size M lớn ngực 86 đổ lại nè. 35k luôn. Mã B5. Under Armour. Không có chỗ nhét mút size S. Size S cái này không có chỗ nhét mút nha. Under Armour luôn á. Ngay chỗ này nó hơi hơi giống như là cái thun nó hơi dày xíu nha quý vị. Đó, nói chung là nó mới đẹp chỉ bị cái thun này thôi hiệu luôn nha, 30k thôi. 30k lên mã Y2. Yến Phạm nè, 25 nè. Mới đó. Một em size L ngực 95 đổ lại. Size L ngực 95 đổ lại sexy không? Ngoài sau nó dính dơ một xíu nha. Đẹp lắm luôn. Mới đẹp nha, em sale 25k dính dơ về quý vị giặt nha. Mã 00. Một em size L, size M lớn. Size M nhỏ, ngực 84 đổ lại nè, 25k. Ngực 84 đổ lại 25k. Lên mã 51. Thấy thanh ca biệt ly còn cả đóng tem kìa con. Khu phố ngày xưa nay vắng anh không còn vui. Và hàng cây me trúc lá khô trên vai tôi. Rồi một em size S. Hiệu Champion không có chỗ nhét mút. Ngực 82 đổ lại nha. 25k. Mã X2. Fila size L. Size L ngực 95 đổ lại nè. Mút liền. Mút liền ngực 95 đổ lại nè. Cái áo à? Không. Ngực 95 đổ lại lên 35k. Size L của Fila nè. 35k lên mã E7. Con hồng vớt ra cái này hả? Cái này nãy có lên con lem lem mà không ai mua nên con này nó cũng vậy nên là không có lên size M đó. Có lên con hơi phai phai cho con này nó cũng phai phai nè. Rồi cái này như áo rất thớp, nó dài dài nè quý vị, size ML nha. ML ngực 93 đổ lại, 92 đổ lại nha. Nó như rất thớp á. Rất thớp nè, size ML ngực 93 đổ lại nè, 25k luôn. Lên mã E7 của bánh kem. T101. 35. Giờ em qua quà sen kẻ và cái quần và cái áo cho quý vị dễ lựa nha. Size S không có chỗ nhét mút, ngực 80. Ngực 80 đổ lại không có chỗ nhét mút nha. Rồi, này sale 80 81 gì đó. Này sale 30k thôi mã N7. Bánh kem. Tại vì con quần không biết size gì ấy nó lỡ cỡ đó. Còn áo thì cứ lai tới lai tới cho nha. Quần khó lựa. Một em size L nè. Quần phải đo lưng nữa đó. E7 nãy giờ có chưa? Ây, dòm cơ cái iPad nãy. Dọc dọc xong bỏ đâu ra. Quần này tầm size L nha. Size L. L lớn luôn. L lớn E76 78 đến 82. E7 882 có dây rút nè. Hiệu của Dunkin. Hiệu của Dunkin có dây rút nè. 60k. 60k lên mã 38. Quá rẻ quý vị ơi. Có để dưới cái sạp này không?
Kiếm tay bác chia sẻ cái điện thoại lại quần công like không ai xem. Quần ống suôn hiệu có Asics luôn nè, USA size M. Size M này eo tầm 75 cho đến 80. Không, 73 cho đến 78 đi, size M, M lớn 73 78 hiệu Asics, tầm size L nha. Nó ghi M nhưng mà tầm size L. Size eo 73 78 nè, quần ống suông luôn nè, 60k. Lên mã N7, con giùm cái iPad của mẹ coi nằm đâu. Đây nè. Nên chia sẻ nha, có mấy người coi mà like quần gì. Minh Hằng, Nguyễn Như Nguyễn, Phương Huỳnh. Như Nguyễn là ai ta? Nãy kêu em nè chị. Không biết ai. Đợi em chí xíu nha. Chia sẻ lên áo luôn đi quý vị ơi. Quần mệt quá, quần mất view, còn ít người xem mà không có view. Lên chừng nào lên được mười mấy người mới like quần nha, thôi em like áo. Thời gian lắm, không có người xem là không bán được, khổ vậy đó. Rồi thôi, bên 6 bên 4, 46 64 là 46 cho số đề luôn. Số đề chịu ra con mấy là con 46. Rồi tiếp size S nè. Size S M nhỏ ngực 83 đổ lại nè, 15k. 15k lên mã A19. Rồi một em nai size S luôn. Ngực 80 đổ lại nha, nó bể tem thôi. Chứ nó còn rất mới, 25k. 25k lên mã T0. Tiếp tục một con nai bể tem. Xe M nhỏ, nai bể tem xe M nhỏ ngực 82 đổ lại cái màu tím tím. Cái này bể quá. Thôi cái này tặng đi nha quý vị. Em bể nhiều. Mã 55 lên mã 55 tặng nha các tình yêu ơi. Tặng 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 lên mã 55. Một em size L. Size L ngực 90-95. Size L ngực 90-95 nè. Sexy đẹp lắm nha. Cái dúng dúng nè. 35k. Lên mã X2. 55 sen. Tặng nè. Một em Champion size L. 55 tặng xong rồi em. Champion size L nha. Ngực 94 đổ lại. Ngực 88-94 mặt đẹp. Mã T2 35k. Cái này kiểu rất là xinh, không có chỗ nhét mút. Size M ngực 86 đổ lại, không có chỗ nhét mút nha, 25k. Hiệu của Asics luôn á. 25k lên mã CU X2 đoàn chiến. X2 là nào? Đây 35k. Rồi một em size XL ngực 98 đổ lại. Size XL ngực 98 đổ lại, không có chỗ nhét mút nha. 30k lên mã N7.
bé bé xinh xinh xe S nè. Xe S không chỗ nhét mốt, ngực 81 đổ lại ngoài sau nè. CU thị sen. Cu. Sen lấy cu. 25k. Hiệu của Mosimo gì nè. Size S ngực 80 đổ lại sexy không chỗ nhét mốt. 25k mã 24. Cu này bự không ta? Ủa lộn. Cu là nào? Vừa với sen. 25k. Cu bự không? Under Armour luôn. Under Armour size M. Hai lớp không có chỗ nhét mút, ngực 86 đổ lại nè. 25k luôn. 25k lên mã 42. Một em size M. M lớn ngực 89-90 gì đó, nhưng mà cúp C mặc mới đẹp nha. Cúp to to thì mặc mới đẹp, còn cúp nhỏ thì nó bị rộng, rộng cái cúp nó rộng phía này. Rồi 30k của hiệu Under Armour luôn. 30k lên nửa cung nữa. T101 42 sen. À bữa hổm có cái quần chị kiểm nó ấy, chị chắc chị bỏ cái 70 của em ra nha. Cái đó 25. Hay 25 rồi. Ừ của sen. Rồi em lên một cái quần nè, hiệu của Old Navy size M ngực, ủa quên. Eo này tầm 70 size ML nha. Eo 78 đổ lại. Quần chín tấc phối lưới nè. Phối lưới phía dưới. Size ML eo 70 77 78 đó. Được không? Không có tự tin xoay cái eo cong về rộng chật rồi mắng vốn là tôi không có giải quyết nha. Rồi eo tầm 79 đổ lại đi, tầm size L. Eo 76 đến 80 luôn cũng được. Em này rất mới nha. Hiệu của Old Navy nè, phối lưới nè. Lưới dưới chân nha. Chín tấc. Rất là đẹp luôn, 80k. 80k lên mã CU. Tiếp tục cu coi có làm ăn được gì không. Một em hiệu Nike xịn sò size L. Quần ống suông. Size ML quần ống suông, eo này tầm 77 đổ lại. 77 đổ lại nha. Nike còn mới tinh luôn. Cái này là theo nha, không có bị chóc cái tem đâu. Rồi con này 90k lên mã Y2. Nike xịn xịn xịn. Một em xịn nữa nè. Size này tầm size M, eo 75 đổ lại, quần dài. Quần dài eo 75 đổ lại nè. Chất bóng đẹp luôn nè. Có quần size SM, cái đó không biết. Cái bóc vô cái nào là quất cái đó. Chắc chắn là có, không biết có tới không. Nói chung tầm cái eo nha bạn ơi, mỗi cái hãng nó mỗi khác. Mấy quỷ này để xe M chứ eo nó bự lắm. Hàng này của Mỹ. Rồi eo 75-76 đổ lại nha. Cạp cao eo 76 đổ lại tầm ML á. Quần dài nè. Em này 90k nha. Chắc là bao đẹp cho quý vị. Bóng 90k lên mã D15. Y2 em vừa không? Y2 là cái nào? Eo em 75 đúng không? Cái này eo ngang rốn của em bữa đo 79 đúng không? Cái này eo ngang rốn thôi. Cái này em mặc nó hơi rộng tí xíu. Cái lưng này, cái lưng ngang rốn, cái này là lưng ngang rốn mà nó là 38 rưỡi. Rộng rồi em. Cái đó rộng nha. Tiếp em này size gì đây? Size này của Degree 90 nè. Degree 90. Em này ngang 36. 36 thì tầm eo eo 72-75. Eo 72-75 tầm size M lớn nha. Degree 90 chất đẹp cực kỳ luôn quý vị ơi. Chất đẹp lắm luôn. Size M lớn eo 72-76. Quá đẹp luôn. Em này 90k luôn nha. 90k lên mã 38. Chưa dính con nào hết trơn. Thấy không? Đây quần khó dính lắm. Gặp mấy em bự bự là khó dính luôn.
sai bộ ngữ không. Rồi hiệu này là hiệu Reebok. Reebok này tầm size M, M nhỏ, eo 73 đổ lại. M nhỏ eo 72 đổ lại nha. Reebok xịn luôn nè, cạp kiểu luôn. 70k, 70k lên mã, lên mã B5. Rồi em qua áo tiếp nha các tình yêu ơi. Quần thấy không dính rồi đó, không dính rồi đó, bỏ ra nha. Rồi một em size M, ủa size L. Size L ngực 95 đổ lại. Size L ngực 95 đổ lại B5 Hoàng Ngọc. Size L ngực 95 đổ lại nha. 25k mã 11 B5 là em nào. Hồi nãy nhiêu cái Reebok đó phải không? B5 nãy nói nhiêu quên cha rồi. 70k phải không? 70k phải không tình yêu. Này mới vui nè, để kiểm coi có lỗi lầm gì không. Quần á nè, Reebok nè, quần mà nó màu đen á khó nhìn lắm. Rồi ok đẹp, 70k Hoàng Ngọc. Rồi em lên áo một tí xíu nữa nha quý vị. 25k mã 11 size L nha. Rồi cái cúp beo này 10k, size M 10k lên mã B5. B5 mới giục ra. Size M ngực 82 đổ lại. Đổ quên. Thôi em này tặng đi. Em này tặng nha. Nó hơi giãn giãn xíu. Tặng lên mã, lên mã 00 B5 Thảo Phạm. 15k. Tặng lên mã 00 nha các tình yêu. Nhiêu? 15 Thảo Phạm. Size F. Cái này không có chỗ nhét mút nha, 15k luôn. 15k luôn. Lên mã 42. Nè, còn cái này của F21 hay gì nè, tem giống. Này còn tem luôn nè quý vị, Forever 21 nè. Còn tem nha. Cái này là áo mới luôn á. Cái này tầm size SM thôi. Ngực tầm 83 đổ lại thôi, không phải M nha. Ngực 82, 83 thôi, ngoài sau lưới đẹp lắm nè. 20k, cái này mới còn đủ tem của F21 nha. Lên mã B5, tiếp tục hả? Trời ơi, lộn, xin lỗi nha. Lên mã 55 nha. 00 Thị Sen, 00 nữa nè. 00 là cái tặng đó phải không? Ok. Rồi em lên tiếp size M, ngực 87 đổ lại. Size M, ngực 86 đổ lại nha. Champion. Không có chỗ nhét mút. Còn đẹp luôn nè, 35k. 35k lên mã, sao chụp ngay mấy cái kẹp này hoài ta. Lên mã 11 nha. Kẹp nó lạc đi. Hết tiền. Rồi một em áo ống nữa nè. Size L nè, 10k thôi. Size L 10k nha. Ngực 93, 95 gì đó đổ lại. Mã 81. 10k quá đẹp. Một em size S. Size S ngực 80 đổ lại. 25k. Lên mã B11. Đây kiểu này xinh xinh nè, F21 luôn nha. F21 luôn. Size M. Size M ngực tầm 85, 86 đổ lại nha. Tại theo ngoài sau nó có cái lưới này, thế mình buông ra nó hay, nó hay nhiễn nhiễn gì nè, nó hay nhìn nó nhăn nhăn vậy, nhưng mà căng ra là không có nha. Cái cổ như cổ yếm nha quý vị. Rồi em này 25k luôn, như cổ yếm nha. 25k, 25k lưới sau lưới trước nha. Size M mã T2. T2 một em size M ngực 86 đổ lại nè. 25k luôn. Mã 09.
tiếp em đan kinh size L. Size L ngực 95 đổ lại. 96 đổ lại nha, size L ngực 96 đổ lại. Thứ hai sen. 30k mã 28. Sen T2. 25. Con đó đẹp em. Bông hoa nè. Size S ngực 80. Size S ngực 80 đổ lại, không có chỗ nhét mút nha. Dễ thương không? 30k cái này nó dạng giống như rút chớp, không có chỗ nhét mút. 30k mã 00. Một em size M nhỏ ngực 82. Ngực 82. À, gửi hàng cho em chưa chị yêu? Chưa em. 09 Kim Phượng em chưa kêu gửi. À, 25. À, size M nhỏ ngực 82 đổ lại nè. Cũng không có chỗ nhét mút nè, sale 25k. À, cái này có chỗ nhét mút nha. 25k luôn đi. 25k mã 60. Ủa, cái này đẹp nè, sen một lớp nè em, mới tinh. 10k luôn nha, size M, mới tinh luôn nha, một lớp thôi, mới tinh. 10k lên mã 27, mới tinh luôn nha quý vị. Trời ơi, nó mới thì đăng kinh luôn á. Rồi ống nữa nè, ống nè, 10k size M. Cái này nó có cái hít vô người nữa nha. Nè, nó không có tuột. 10k luôn nha. Lên mã T2 tiếp tục. Mấy Nguyễn quần nó dính thông kẹp nữa kìa. 27. Rồi qua vài cái quần nha quý vị. Kẹp nó dính trong quần, nó lộn, nó quần dính trong kẹp. T2 Oanh Đinh 27 Ái Duyên. T2 Oanh Đinh 27 Ái Duyên. T2 là thế nào? T2 Oanh Đinh nè, 10k 27 Ái Duyên. 27 là em nào vậy ta? Ái Duyên ok, 10k. Rồi xong. Ái Duyên à, cũng không có đơn đúng không? Ừ, không có đơn. Rồi em lên vài cái quần tiếp nè. Còn còn size S nè quý vị. Size S cạp cao. Quần dài cạp cao, chất thun cô tông. Eo này tầm 60 64-65 đổ lại thôi nha. Size S 64-65 đổ lại. Quần dài cạp cao, thun cô tông rất là đẹp nha. Rồi cái này 90k. 90k lên mã 55. Ái Duyên cái đó 10k. Rồi một em này cũng size S nữa nè, chất thun bóng bóng nè, nó để ít S nhưng mà tầm S nha. Eo tầm 60-66 đổ lại, có gì rút phía trong nữa nè. Quần 3D chị không biết, không biết có không. Rồi em này cũng 90k luôn nha. 90k lên mã T2. Cũng tầm size S nha quý vị. Này size SM, quần ống suông nè. Quần ống suông dài này tầm 9 tấc. Quần ống suông 9 tấc, eo 75 đổ lại. Màu xanh đen. Eo 75 đổ lại nha. Bên size phong không có phối nè. Bữa chị bỏ em cái quần 70 ra rồi nha Sen, lấy cái này đi 70 nè, mã 00. Này eo em vừa nè, 75 đổ lại, mã 00, quần ống suông 9 tấc nha. Rồi hiệu Burberry. Burberry cũng size M. Nó để S. Nhưng mà tầm S lớn, M nhỏ, eo 70 nha. Eo 66, 67 gì đó. Tới 67 tới 71 đi. Quần Burberry nó có chun ở dưới nữa nè, giống như là jogger nha. Quá xinh. 70k, nghi xinh không? 70k lên mã CU. Không không nụ nụ. Ok, 70k nè, nụ nụ cái này mặc lên dáng cao. Nụ nụ đi rồi. Chưa.
cái này tầm size L mà cái lưng cao mà cái cạp thì xéo. Sao cạp xéo vậy ta? Size L lưng đằng sau cao, cạp xéo với đó 70. Eo này tầm 80 đổ lại nha, 79-80 đổ lại gì đó. Cái cạp chữ V, cái cạp trước chữ V mà ngoài sau thì nó cao nè. Xinh xẻo là quần dài 3D luôn nha. Rồi em này 80k. Lên mã 18. Mũ lấy cu 70. Tôi ở tôi về ghẹo mọi người hoài. Mọi người đỡ buồn ngủ. Em size S nữa nè. Champion nó để XS nhưng mà tầm S nha. Eo 68 đổ lại có dây rút. Eo từ 60-69 đi. 65-69 mặt đẹp nha. Tại nó có dây rút nữa nè. Champion luôn nè. Rồi em này 60k luôn nha. 60k lên mã lên mã 09. Lên vài cái quần nữa, qua vài cái áo tiếp tục. Em size S nè. Thì Champion chất quá đẹp luôn quý vị ơi. Đẹp lắm luôn. Có túi hai bên nha. Túi hai bên rất là đẹp, chất dày bao đẹp, ôm đẹp. Eo này tầm 66 đổ lại nha, cạp cao trên rúng. Eo 66 đổ lại hiệu Champion. Em này 100k, mã 2709 Lưu Minh. Lưu Minh 60k. Lưu Minh inbox giùm cho mình nha. Ống này ống bó em ơi, mà người ta lấy rồi. Ống cái lô này ổng ôm không à. Under Armour nữa nè. Trời ơi. Hiệu xịn size S luôn. Under Armour cái cạp nè, đẹp ghê không? Size S cạp cao nha, eo 66 đổ lại, 66 67 gì đó. Hai bên này nó dọc 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 nè. Nó là gân hai bên nha. Cái này là siêu phẩm nè. 130k quần dài nha, hiệu xịn luôn, mã B5. 1 em này eo 75 đổ lại nè, nó để tầm size M. M này M lớn, eo 75 đổ lại nha, cạp cao luôn, hiệu của gì nè, ký tên gì trong này. Phối lưới hai bên nha. Rất là mới nha các tình yêu. Em coi kỹ mấy cái quần mới khui mà chưa có kéo thẳng ra, chưa có coi lỗi phải gì hết. Mà cái kiện này em lấy kiện VIP luôn. Kiện kia gãy te tua. Rồi, quá đẹp luôn, 90k nha, 75 đổ lại. Quá rẻ trong một cuộc tình. 90k mã N7. B5 Vivian Nguyễn. Rã nào. 130 anh đỡ mo, ok. Có quần. Cái này đẹp nè em, quá trời đẹp luôn, có em. Mà người ta lấy rồi này, 130 nè. À em quần ống suông của em cũng có. Quần ống le chứ. Size L, eo 80 đổ lại. Eo 82 đổ lại đi, eo 7882. Eo 784 luôn đi, eo 80-84 đi, tầm XL nha. Nó tầm XL, eo 80-84 trong có dây kéo nè. Cái quần thể thao hả có M7 nụ N7 của nụ đẹp nha. Size XL luôn, 60k thôi, size to là sale nè. 60k lên mã 35. Nụ 90k. Ừ cái này đẹp nè nụ. Quần 9 tấc có 9 tấc 7 tấc quần dài. Rồi màu em nay xịn nè. Em yêu ơi, nó để size XS nè, không còn gì mà nhỏ hơn nữa đây. Cạp cao nha, nâng mông luôn nè. Nụ 90. Cạp cao nâng mông, eo này chắc tầm eo bé xinh. Ai có eo thì cho mình đo eo cũng được nha. Tại vì cái form quần Mỹ này có cái nó size M mà nó to lắm. Rồi eo này là 66 đổ lại nha. Đẹp. Hiệu Nai là quần ống suông. Hiệu Nai cạp cao, em 66 đổ lại. Em này 90k luôn. Lên mã T101. T101.
một cái quần ống su, ống ống bình thường, ống túm. Size này là size L, eo 80 đổ lại nha. Quần mình lấy size S đúng rồi bạn ơi. Rồi eo 80 đổ lại, tầm size L, LXL bon chen 80 đổ lại nha, 60k. Hôm này sale 50 luôn đi, mã to, 50k. Mã to 50k, không có quần màu cam. Rồi cái này size S nữa nè, của Âu Navy. Size S, eo này tầm 66, 66, 67 đổ lại. Quần này là tầm 89 tấc nha, 89 tấc. Em lấy T101 89 tấc, cái này 70k. Mã A19 T101 là nào ta? Để chị xíu nha. Ừ cái này đẹp nè. Ủa nhưng mà hơi ôm xíu nha tình yêu. Xe S á. Em này 72 thôi. Dữ lắm là 72, 73 nha em. Về gán ôm ốm lại mặc. 90k đẹp lắm luôn. Của Nai nè. Có ai? Của Sen. Như vậy? 90. Size này tầm size L Adidas. Adidas size L, eo này tầm 80 đổ lại, ngoài sau có kéo khóa. Rồi em này là 60k luôn. Lên mã B5. À con em mặc hả? Ồ cái đó đẹp á. Mã B5 nha. 60k, Fila nữa nè, Fila quần ống suông nè. Eo 75 đổ lại nè. Đẹp quá luôn, Fila nha. Quần ống suông eo 75 đổ lại 80k. Tiếp tục hết, đẹp rồi. 80k lên mã A21. Rồi cái này size M, eo 73 đổ lại. Ngoài sau kéo khóa của Everlast, chị này hiệu này nè. 70k. 70k cho em mã 24. 21 của nụ nụ. Fila 80. Rồi cái này là size S nè của Nike. Nike size S, eo này chắc 62 quá. Eo 62 đổ lại thôi nha. Eo của nụ nụ 80. Eo 62 đổ lại size S nha. Dài dữ vậy ta. Rồi. Hello chế yêu. Eo 62 đổ lại nè, hiệu Nike xịn nha các tình yêu ơi. Quần dài luôn nha, 110k lên mã. Mã A21, em hết kẹp luôn. A21. Rồi em thêm vài con nữa qua áo, tiếp tục lát lên quần sau nữa nha. Rồi một em hiệu Mỹ size M nhỏ. M nhỏ eo 73 đổ lại, quần ống lê. Quần lê dài qua cái mặt của mình luôn á, trời ơi, á duyên. A21 110. Ok. Á duyên. Eo bé bé mà kiện Mỹ eo to to không. Eo này 71 72 đổ lại thôi nha. Trời ơi quần ống suông đẹp quá luôn nè. Cái quần này không nó nặng bằng ba quần kia đó tôi, chất dày đẹp nha. Đó. Cũng 80k luôn đi. 110 hả mà. Ờ 80k lên mã. Mã T0. Under Armour size S nữa nè, với một bộ. Ờ, á duyên vô tình lấy hai cái đó thành một set luôn á. Under Armour size S luôn nha, cái này cái cạp thun thun nha quý vị. Chất thì bao đẹp, màu cũng ok, cạp thun. Rồi cạp thun này sale xịn luôn nhưng mà sale là 65k thôi. Mã B6, B6 M10 hả? To hả? Không thấy đường mà nổi lên. 80 dài của nụ nụ. Cho một em size S luôn. Hiệu hết nó để XS.
Eo này 62 đổ lại nha. B6 của Hiền Dương. B6 là em nào? B6 là em nào vậy? Tình yêu B5 hay B6? Tôi hết thấy đường hết trời. B6 B6 Hiền Dương ơi, Hiền Dương nàng hỡi. B6 là cái nào? B5 đúng không? Adidas phải không? Adidas này phải không? Tình yêu Adidas này nãy 60 nè, chứ đâu có B5 nào đâu. Rồi em tiếp XS nha, tầm 62 đổ lại, cạp qua rốn một tí xíu. Quần này 7 tấc nha, 3D. Đẹp cực kỳ lộng lẫy luôn nha, 80k lên mã A21 tiếp tục. Hết mã cu đến mã to. Màu da hả? Anh đã mo phải không? Xin lỗi tình yêu 65k. D6. Xin lỗi em. Tụ quần xin lỗi em. 65k Hiền Dương. Hết mã cu tới mã to, hiệu Nike nè, size L. Eo này tầm 78-81. Đẹp quá, size L. Đang kiếm các tình yêu size to 78-81 nha, size L nè. Rất là đẹp luôn. 80k của Nike xịn sò. Tiếp tục mã 36. Rồi, em qua giờ cái áo nha. 36 là 63. Có ai như em không? Siêu phẩm hả? Bỏ phẩm soạn ra bỏ quên cục luôn. Rồi uống xanh y chi là gì? Ai hỏi rớp thớp nè, tí hồi không hỏi thì nó xuất hiện, mà tí hồi hỏi thì nó không xuất hiện. Xe S, rớp thớp xe S nha. Nhưng mà S này thì nếu mặc ôm thì mờ cũng vừa nha các tình yêu. 25k lên mã cu. Có áo ren trời ơi, cả đống luôn em yêu. Áo ren không gì nhiều ngoài ren. Màu em size L, ngực 95 đổ lại, mắt cài phía sau. 30k mã A19. Thấy chưa, Nguyễn Vi nè. Chết mộn, qua đi hàng cho Nguyễn Vi rồi đó. Cu 25, cu rẻ sợ không? Cu người ta bán á, cu ừ. Hết. Cu người ta bán nhiêu? Mấy ngàn đô tôi bán 25k mà không vô mua. Của Nguyễn Vi, hôm qua mới đi mà đi đơn cho Nguyễn Vi luôn rồi đó. Size S nè, dễ thương không? S nhỏ hay là cái này của con nít ta? Coi cái này của em bé rồi, lên tặng đi nha quý vị ơi, đẹp quá. Tặng nha, của em bé mã 62. Mã 62 cu bán mấy ngàn, tôi bán mấy chục là vô hốt cu đi quý vị. Tiếp tục em này size S, size S ngực 81 đổ lại nè. Ngực 81 đổ lại, tặng lên mã nha các tình yêu. 62 Kim Phượng. 25k ngực 81 đổ lại. Ngực 81 đổ lại nha, 25k lên mã 84. Tặng hết nha tình yêu. Rồi áo ống 5k. Áo ống này không có mút, 5k size M. Mã 00. Em thích áo ngoài của chị đang mặc hả? Áo này đâu có hiệu héo gì đâu em. Hàng bình thường. Champion size M. Cái này không có chỗ nhét mút, ngực 86 đổ lại nè. Màu này đẹp quá luôn. 84 của nụ nụ nè. 00 của Tống Nhi 35k. Lên mã 62. 00 Tống Nhi là 5k. 84 nụ nụ vừa không tình yêu, cái này size S nha. Nụ nụ ơi, cái này xe S sợ không vừa, tình yêu lấy xe M, L mà. Tiếp tục 62 nha, 35. Nè, tặng nữa nè, bé nè. Tặng lên mã 11 nha. Tặng lên mã 11 nha. Rồi, cái này có chỗ nhét mút nha, xe S luôn.
Size S ngực 82, 81 đi, 81 đổi lại nha. Có mút rất là mới nha, 35 luôn. Mã 00 11 Ái Duyên. Ok, tặng nè. Ái Duyên. Thấy không? Đúng rồi. Em kéo cái quỷ này ra chỗ khác coi, nó che tên tả trơn. Size M mút liền. Cái này nó mỏng mỏng nha các tình yêu. Size M lớn ngực 89 đổ lại mút liền nè. 25k. Nó hơi mỏng mỏng, nói chung là vừa vừa chứ không không mỏng mà cũng không dày. 25k thôi. Cho nó nhanh. Rồi lên mã cu. Lâu lâu tôi lấy cu rồi tôi bán. Mấy bà vớt cho lẹ lên. Rồi cái này nó không có chỗ nhét mút. Size M nó như là cái áo kiểu rớp rớp á. 20k, size M ngực 85 đổ lại 20k lên mã 56. Đó, nụ nụ cu là dính nụ nụ nè. 25k. Nụ nụ mua cu có 25k hả? Champion size ML ngực 91 đổ lại nè. Con này mới cứng luôn nè quý vị. Không có chỗ nhét mút nha. Không chỗ nhét mút, size 35 tiếp tục mã Q2. Cu hết rồi. Cu bán đắt hết hàng nha, tới Q2. Rồi size M. Size M. Chất đẹp cũng không có chỗ nhét mút, ngực 86 đổ lại. Khách thích áo. Ừ, thích cái hồi đáng lẽ em phải lột ra vô luôn chị, để em thêm bỏ quên lại hoài à. Khách mua cái em bán á, Q2 nè, 35 của nụ nụ nè. Size M ngực 86 đổ lại, để ngược cáo. Đây, về này mới đẹp nha. Không có chỗ nhét mút, đẹp lắm luôn nè. 35k mã Y2. Có quần nha, nên mình xen kẽ xen kẽ. Nè, bữa hổm tình yêu nào á, là thổ cẩm thổ tả gì nè. Cái này của F21. Cái cúp nó tầm size S M nhỏ thôi. Ngực tầm 83 đổ lại nha. Ngực 83 đổ lại nó như cái cúp vậy, 15k. 15k lên mã 60. Thấy cái này là hàng tuyển mà, giống như là mình like một hai lần rồi nó xuống chứ không phải là xấu đâu nha, nhưng mà mình sell để khui tiếp. Ngực 80 đổ lại, champion mặc hai kiểu nha. Màu đen màu trắng mặc đều được nha. Nhưng mà nếu mặc mặt này thì mình cắt cho nó ấy, cho nó kỹ cái tem. Tại vì đây nó cũng có một cái tem nữa ha. 60 Tống Nhi. Cái này cũng có tem luôn. Đó. Rồi vẫn sale 35k mã B11. Tống Nhi 15. Vài cái áo nữa em lên quần cho quý vị nha. Áo này cũng là áo tuyển đó nha quý vị. Tranh thủ mà hốt đi nha. Hốt dến đi nha. Size S màu xanh lá, ngực 80. Không có chỗ nhét mút. Ngực này size S nhỏ thôi. Này tầm XS, ngực 79 đổ lại thôi nha. 25k luôn mã Y2. Đây cái ống 5k. Size M 5k. Lên mã 15. CM cúp sexy, ngực 83 đổ lại. M nhỏ ngực 83, 84 thôi nha. 35 mã 99. Hiệu Âu Na Vì nè. CM lớn ngực 88 đổ lại. Chất rất là đẹp. Không có chỗ nhét mút, có thể cắt nhét nha. Ngực 88 đổ lại, nói chung từ 84-88 thì mặc ok nha. 35 mã 100. Tiếp một em size L. Size L XL bon chen ngực 98 đổ lại mút liền. 35k mút liền nha. Mã 09 này muốn miếng nước nha quý vị. Ồ, hai bên cân nhau. Em này rất là đẹp luôn, hiệu Âu Na Vì. Size M lớn L nhỏ ngực 90 đổ lại. 09 của 100 trang trang, 09 của nụ nụ. 100 trang trang.
35. Trang Trang inbox giùm cho mình nha. Cái này to quá không nụ nụ ơi. Ngực em có to gì không? 35 nè, 09 nụ nụ nè. Tình yêu nụ nụ ơi, ngực có 90 96 97 không em? 96 97 mặt mới đẹp nha, 95 đổ lên á. 35. Rồi cái này 91, 91 đổ lại nha, size ML. Mà sao đẹp ghê chưa? Hiệu của Âu Navy á. 40k nha. Mã 60. Về bóp lại rồi, quá thương quá cưng. Yêu lắm mà thương lắm mà đau lắm mà xa lắm, size M. Ngực 86 đổ lại. 100 hết rồi, liên đổ ơi. 60. À, Giang Trần 09 của bạn nụ nụ trước rồi chị Giang Trần ơi. Size M nè, 6 gì quên nữa rồi. 35k ngực 86 đổ lại nha, 35k lên mã B11. 60 của chị Giang Trần nè. 40k. Size S. Size S ngực 82 đổ lại Champion luôn, rất là mới nha. 40k luôn. 40k lên mã 16. B11 Nguyễn Vi. 35 Nguyễn Vi trước nha tình yêu Nga Lê. 16 40 này, cái này hiệu này như rebook nha, size L nè. Ngực 96 đổ lại. Nguyễn Vi là nào nhỉ? 35. Đây ngực 90 size ML, ngực 94 đổ lại, ngực 94 đổ lại nha, 8994 mặt đẹp. Rất là mới nha quý vị, 45k. Lên mã 38. Rồi một em rebook nè. Quên cái gì ta? Puma. Puma em này nó giống như nhìn nó hơi sờn sờn xíu ở đây nha, nhưng mà nhìn kỹ mới thấy. Tại vì nó muối tiêu mình nhìn cũng không thấy nha. Size này size M. Puma xịn luôn ha. Size M ngực 86 đổ lại nha. Đó. Tí xíu dưới đây nha. Rồi 35k. Mã E7. 38 Giang Trần. 45k chị có gì C của cho mã B11. Có gì C của cho em mã 11. À C cua. Rồi ok em, màu trắng ở đây hả? Cái nào Giang Trần, Trang đổ là nào? E7 Anh Minh. Khác Giang Trần mà xin lỗi. E7 Anh Minh 35. Cái nào? Cái đó 45 của Giang Trần. 38 là nào? Anh Minh đi chưa? Chưa, anh Minh hên quá, anh của tôi còn để. Tôi thương anh tôi chốt chờ anh tôi lấy thêm tôi mới đi gửi. Ủa đâu rồi? 38 nào? 38 đâu có. Giang Trần 38 nè. 38 hết rồi tình yêu ơi. Một em size S nè. Size S nè, ngực 80 đổ lại nè, 25k. 25k. Này nó làm kiểu giống như nâng nâng vậy đó. Lên mã 84. Ren không quý vị, ống ren 10 đến 5k. Ống ren 5k size M, B11. Chưa đang nói đơn em đó. Chị giữ cho em hết 10k, cái này là mặc thành cái áo nha, có mút liền. Size M. Hiểu rất là xinh xò nè, Hermes, Hermes, Hermes gì đó. 10k nha, size M nè. Xinh chưa? Ngực 85 đổ lại mút liền nè, lên mã A0. Dạ chị được hai cái phải không? Giang Trần hai cái thôi. Rồi cái này là hiệu Nike xịn luôn, không có chỗ nhét mút nha các tình yêu. Cái dây nó nhẹ nhàng quá. Em cũng không biết nó làm sao. Mặn sao nữa. Size ML ngực 90 đổ lại không chỗ nhét mút nè. Hiệu Nike nha. Chưa chị yêu Thị Hạnh của em chờ chị lấy thêm em chưa khởi. Ngực 90 91 đổ lại không có chỗ nhét mút. Nike luôn nha. 35k mã Q5. Ủa khúc này sao đẹp không rồi ta? Beo nè, ngực 86 đổ lại size M. Rồi sao nè? F21 nha các tình yêu. Đẹp xinh xịn chưa? Ngực 86 đổ lại nha. Quá xinh xịn, 45k thôi.
cái like này mà không dám lấy cao đó, vô like kia là 60 nha quý vị, 45k thôi. Lên mã 77. Tiếp tục một em đẹp nữa nè. Size S. Quá xinh luôn nha quý vị. Size S ngực 82 đổ lại nè. Xinh quá, 35 luôn. Lên mã 11. Tiếp tục em nâng biếu gì nè. Size S nữa nè. Size S M nhỏ ngực 82 thôi, dễ thương. Mút liền nha. Xinh chưa, 15k. Mã E7. Rồi em lên cái này nữa, em qua và cái quần tiếp nha quý vị. Một em size M. M lớn ngực 88 đổ lại nè. Nó làm giống như CK vậy đó. 35k. Dây phía sau. Mã T101 E7 chị Hạnh. 15k. Lên vài cái quần lát qua áo tiếp nha. Quần nó nhai hết kẹp của tôi rồi. Quần ơi. Không khui quần á thì cũng không được. Khui mà không có chỗ để. Thôi một cái này đẹp quá nè. Size L T101 liên đổ gì nãy có chứ. Liên đổ inbox cho mình nha tình yêu. 35 này tầm size L nhỏ eo này 75 đổ lại thôi. Tới nữa. Đứt dây tôi đâu rồi. Cạp cao. Rồi eo này 74 đổ lại thôi nha. Nó tầm size M lớn, eo 74 đổ lại cạc cao. Nói chung từ 70 cho đến 74 thì ok. Mochino không phải. Lay to win. Rồi đẹp lắm nha các tình yêu. Eo 73, 74 đổ lại. Eo 73 đi. Cạp cao eo 73 đổ lại nha các tình yêu ơi. 110k mã 18. Đẹp lắm luôn. Quần đùi hả? Quần đùi không có rồi, tình yêu quần lửng thôi. CK nè, trời ơi chúng con bự. CK size XL, eo này tầm 82 đổ lại. Eo 82 đổ lại, kiểu này nó phối nè. Ngồi trước nè. CK mới tin nha, size XL. Size to quá em bán rẻ luôn, 90k mã CU2. Có lên áo nữa không? Có em. Cứ chút xíu chị hoành ra chứ chị hoành quá. Chị hoạch lại. Chị dẻ tới dẻ lui. Chị đá bóng được. Size L E78 đổ lại. Còn kiểu này mặc tập, mặc đi chơi, mặc gym, mặc gì cũng được nè. Nói chung là có mặc là được. Không mặc thì mới không được, có mặc là được hết nha. CL E77 78 đổ lại, chất rất là mềm. 90k mã 55. Lại một em bự nữa. Size XL. E81 đổ lại. E78 81 nha. Chất dày đẹp, quần dài nè, phối lưới bên hông. Rồi em này 80k. Mã 27. Ôi bữa nay cái tóc nó dài, nó phủ xuống bảng mặt L. Lại XL nữa, trời ơi. Rồi đây cái nhỏ nè. Size này tầm size S, M nhỏ, eo 70 đổ lại. Của Âu Navi. Eo 70 đổ lại nha. 60k. 60k lên mã CU. Mai đi đơn chị nha em. Dạ chiều nay em định đi luôn đó chứ. Rồi mai cũng được chị. Quần ống suông nè, eo 75 76 đổ lại nè. Quá xinh. Tầm size L nha, eo 76 77 gì đó, 77 đổ lại đi. 60k.
60k em định chờ để câu cho chị lấy thêm 60k lên mã T101. 55 55 là em nào? 55 là em size L đúng không bạn ơi? Heo 78 đổ lại. Nãy nói như tiền quên cha nữa rồi. 90 phải không tình yêu? Đây nè, heo 78 đổ lại tầm size L, quần dài. Dạ. Đó. Đẹp không? 90 tiền, nãy nói như quên mẹ rồi. Rồi, em này size S nè. Size S eo này tầm 69 đổ lại nha. S lớn M nhỏ. Eo 69 đổ lại. Quần 7 tấc. Hiệu Âu Navy mới chát luôn quý vị ơi, cái con này nó đẹp. Size này M lớn cũng bon chen được luôn á nha. Để đo coi. Đo cái nha. Mút à, có mấy cái đó là nó có sẵn đó chị, giống như cái yếm đều là nó không có dày được. Trời ơi, chuột kêu. Chuột kêu, cắn lộn nhau. Trời ơi, tôi sợ quá. Mất tiêu cái thước rồi. Nói chung là size M tầm 72 đổ lại đều vừa nha. Rồi em này 100k. Đẹp quá đẹp luôn nha. 100k lên mã A0. Còn quần L hả? Quần L lưng lửng hả? Con sợ bao la L nhưng mà eo tầm bao nhiêu vậy bạn? Đây một em nai quá đẹp. Rất là đẹp luôn á. Này tầm nó để là size S nhưng mà tầm M nhỏ nha. M nhỏ eo 72 đổ lại nha. Kiểu phối bên hông nè. Ngầu chưa? Chất dày nha, mặc đi chơi đều được hết. Nai xịn sò nè, tem còn nguyên không bể không gì hết nha. Quần này là quần dài luôn. Cạp cao nâng mông phía sau luôn. Xuất sắc. 130k nha các tình yêu ơi, lên mã 55. Eo 85 có không chị? Có đó Kim Ngân. Tám mấy nè, quần dài hay quần lửng? Ôi quần lửng tám mấy cả đống luôn á. Quần dài cũng có luôn nữa. Anh đã mo quần ống suông. Size SM eo 74 đổ lại. Quần ống loe. Trời mặt này đi chơi không? Đẹp. Quần ống le hiệu anh đã mo xịn luôn nè tình yêu ơi. Cái quần này nó dài, nó bự, nó nặng kinh khủng. Rồi em bán giá 80k thôi cho nó đi nhanh, cho nó gọn nhà. 80k mã A21. À quần lửng chị ơi. Rồi quần lửng từ từ. Ủa nãy giờ. Rồi size M. Size M lớn eo 76 đổ lại, quần dài hiệu này nè. Eo 76 đổ lại nha. Chất đẹp cực kỳ nha các tình yêu. 90k. 76, 77 đều được nha. Mã 24. 90k. Tra mươi kính nãy giờ. Mấy cái quần lũng size to to nè bạn. 85 nè. 85 nè. 60k thôi. Quá rẻ, size to em xem rẻ nha. 60k nè. Đó lên mã lũng đi cho nhanh. Khỏi kẹp, khỏi hầm, khỏi hố. Ôi trời. Vô quần ống suông, quần ống bát, quần ống loe. Rồi em lên tiếp còn mấy con nè. Tiếp một em size L nữa nè. Eo này 79. 79 đổ lại nha, quần ống suông nữa nè. Dây kéo khóa phía sau. Mấy cái quần này mặc đi chơi cũng được nha quý vị. Chất nó rất là dày, không có sợ lộ em u đâu nha. Đẹp quá. 90k. 90k cho em mã mã B6 nha. Rồi giờ em qua thêm một ít áo nữa nha các tình yêu. Quần hờ hững quá, lên áo tiếp nha. Size M ngực 86 đổ lại nè. Size M ngực 86 đổ lại 30k. Mã CU. Tiếp tục size M nhỏ.
M nhỏ hiệu Champion luôn. Ngực này tầm 84 đổ lại. Mới chát nha. Rất là đẹp. 40k mã B5. Một em XL nè. XL. Size L XL ngực 90-98 nha. Đẹp quá luôn, 90-97 thôi. 35 luôn, mã T2. Một em cúp sexy. Cúp sexy size S. M. Size M ngực 85. Size M ngực 85, cái này có chỗ nhét mút nha. Rồi 35k luôn. Size M ngực 85 đổ lại 35k. Lên mã M giùm cho em. Rồi cái cúp này mỏng mỏng nè, size M luôn. Size ML ngực 90 đổ lại, cúp mỏng mỏng nè, 25k. 25k lên mã hồng đi. Giờ em kiếm kẹp nó hơi mệt. Rồi lấy yếm không quý vị, size ML nè quý vị, 35k nè. ML mình cột vô. Cột sao cũng được. Đó, cột ở trên. Ngắn xuống cũng được hoặc dài cũng được, còn ngoài sau ngắn to rộng gì cũng được. 35k mã yếm. Kiếm kẹp em mệt quá rồi. Rồi một em hiệu gì 36C nè, đẹp lắm. Nó tầm size L ngực 91 đổ lại nha. Cúp C. Cúp C mặt đẹp nè. 30k. Mã 30. Quá xinh, quá xinh. Under Armour luôn nè. Size S. Under Armour size S, màu hồng quá đẹp nha. Size SM. Size SM nhỏ nè. Beo La Hoàng. Size SM nhỏ ngực 82 đổ lại thôi nha. Under Armour đẹp nha quý vị ơi. 50k. Mã 30 nè, Beo La Hoàng. Quần đợt này không ai chốt. Mã T2. 30. Cái đó đẹp á. Quần ơi người ơi, sắp mai chốt đi. Size L. Cái đó size SM nhỏ. Ngực 82 đổ lại. Rồi size L nha, ngực 93-94 đổ lại Champion luôn nè. 30k. 30k lên mã 11. Một em size L nữa nè. Size ML ngực 88-92. Ngực 88-92. Nó có gân vân vân và may may. 88-92 nha. Size M lớn, L nhỏ bon chen. 35k mã T2. Không, cái này không có chỗ nhét mút nha. Đây, sexy đó, nó không chỗ nhét mút. Một em XL. Ngực tầm 98-102. Trên dưới 100 á. Trên dưới 100, 25k thôi. Size to quá. Mã CU. Ồ, cái em này đẹp nè. Áo ống, áo quay gì nè quý vị. Size M nha. 10k lên mã 10. Một em size L. Size L ngực 95 đổ lại. Ngoài sao nè. 35k lên mã 35. Size S. Cái này cũng hai lớp dày, không có chỗ nhét mút. Ngực 81 82 đổ lại nha. 30k. 30k mã 11. Nike nữa nè. Nike này cũng không có chỗ nhét mút. Rồi một em Nike này cũng không có chỗ nhét mút nha. Ngực 82 đổ lại. Cái này nó hơi nhăn nhăn ở đây xíu nha quý vị. Nai xịn, hơi nhăn nhăn, tem còn nguyên không bể. Ngực 82 đổ lại, 35k luôn. Mã CU. Ren nè, nãy ai hỏi ren. Ren đâu, ren đâu, ren đẹp nè, có mút cứng luôn nè. Ngực ML, ngực 89.
ML nhỏ ngực 89 đổ lại nè. Ren có mút đẹp lắm nha. 30k. Mã B5. Rồi em này. Size M nè, nó làm cái mút dạng như giả giả xíu nè. Áo này còn mới lắm nha. Ngực 86 đổ lại nè. 30k thôi, mã T2. Nay này dạ. Nay này chắc không phải xịn đâu, nay fake. Size S. Tem nói chung ok, áo mới đẹp nha. Mà mình thấy tem nó không đẹp. 35k. Mã 77. Size S nha. Rồi Adidas size S luôn nè. Adidas size S ngực 80 đổ lại. Tem lưng hơi bị bể nha. Chung áo đẹp, tem lưng bị bể, size 30. 30 size S nha, ngực 80 đổ lại. 30 lên mã 11. 77 nhã dương lạ nào. 35. Cái này cũng không có chỗ nhét mút nha tình yêu. Nhã dương nè. Không có cái đó cắt nhét được nha. Mấy cái áo hiệu á, nó thường nó có chỗ nhét mút, nai nhất là nai. Rồi tiếp tục nói tới nai là có nai, không có chỗ nhét mút nữa nè. Size M ngực 84 đổ lại. Không chỗ nhét mút, thun cô tông. 40k thôi. Lên mã 35. Rồi em này đẹp nè. Size M lớn. Ngực 86 thôi, M thôi, chuẩn M, size 86 đổ lại nha. Nhớ cho em mút ok. Ngực 86 đổ lại nè, có mút nha, 35k. Lên mã T2. Rồi Reebok nè, Reebok nó size nhỏ quá em sale luôn nè. Reebok 80 đổ lại, chất đẹp không có chỗ nhét mút. 40k. Reebok hiệu nha các tình yêu ơi, mã 77 tiếp tục. Rồi một em này size, trời 5 giờ hả, size SM nhỏ ngực 81 đổ lại, mút liền nè. 35k, hiệu của Dunkin' nha. Size S nhỏ thôi, ô SM nhỏ thôi, ngực 81 thôi nha quý vị. Mã CU. Size ML ngực 92. Size ML ngực 92 đổ lại, rất sexy nha. Đó. 35k luôn. Ok. 5 phút. 35k. Mã B5. Kéo lớp ở đây hả? Ừ, bên trái. Áo rất top. Này nó như áo rất top, không có chỗ nhét mút nha. Cái tình yêu size M ngực 85 đổ lại. Cắn tinh nha. Kéo vô 5 phút thôi, chừng lại. Ngực 85 đổ lại xem M nha, 35k. Trắng tinh trắng toanh. Có cái gì? Dạ. Ừ. Lên mã 35 đi. Rồi sao quý vị? Xem tiếp không? Thôi là em nghĩ nha. Size L. Liên đổ B5. 35k. Ok. Size L ngực 93 đổ lại nha. Size ML nhỏ, M lớn. L nhỏ bon chen. Hôm nay tầm size L luôn đi quý vị ơi. Size L nha, ngực 94 đổ lại đi. Ngực 94 đổ lại nha, 30k. Lên mã 77. Áo này có một lớp nè mà nó sexy mà nó dễ thương. 10k. 10k size M cúp sexy nè. 10k nè. Size M cúp sexy 10k. Lên mã B5. Một em size S nữa nè, đẹp. Cũng không có chỗ nhét mút. Nè ngoài sau lưng nó lưới lưới, ngực 80. 80 nha, 25k. Mã 25. Rồi này size M nè. Quá sexy luôn. Không chỗ nhét mút luôn. Ngực 86 đổ lại nha. 25k luôn.
25k. Chị không có bán áo, chị đang mặc mã 51 B5 Bi Hằng. Bi Hằng ơi, inbox cho mình nha, dự bị cho Sen. Bi Harry Ri 10k. Ri Hằng dự bị cho Sen. Rồi, hiệu Champion, chất dày đẹp lắm luôn, size M, ngực 86 đổ lại nè. Ngực 86 đổ lại nha, 35k. Lên mã 35 luôn. Tiếp tục size L. Cái mút liền này tầm size ML, ngực 92 đổ lại. Size ML, ngực 92 đổ lại mút liền. Rồi em này 30k luôn. 30k mã 30. Dạ em chốt thêm nữa nhé. Hương, Hương Cò 35. Hương Cò inbox giùm cho mình nha. 35. Rồi một em size M này hai lớp, không có chỗ nhét mút. Ngực 85 đổ lại, chất dày đẹp nha các tình yêu ơi. 30k. 30k lên mã. Nó khác không nghi. Nãy mấy phút à? Lên mã 77. Một em size S, ngực 81 đổ lại. Cái này cũng không có chỗ nhét mút. 30k luôn nha. Tắt hả? Ừ tắt đi nha, mùi dữ. 30k lên mã B6. Hết mã rồi. 77 Ri Hằng 30. Rồi này size M nhỏ. M nhỏ ngực 84 đổ lại nha. M nhỏ ngực 84 đổ lại mới cứng luôn quý vị ơi. 35k. Mã 44. Size S. S này ngực 80 đổ lại nha, hai lớp dày không có chỗ nhét mút, 30k. B5. Em lại hết kẹp. 44 Hương Cò, 35 Hương, Hương Cò, Hương Cỏ gì không thấy được. 35k. Gỡ kẹp xíu nha các tình yêu. Ây dạ. Rồi Champion size S, mút này không có chỗ nhét mút nha, ngực 81 đổ lại. 35k. Mã 51. Anh đã mo xịn sò luôn, size S. Cũng không có chỗ nhét mút nha, size S hai lớp dày. Ngực 80 81 đổ lại nha, hai lớp dày. Anh đã mo xịn luôn nha quý vị, vẫn sale 35 luôn, mã CU. CU 44 rồi chưa? Ok ok tình yêu, nhớ inbox cho mình là được. Rồi size L ngực 96 đổ lại, 96 97 đổ lại nha, quá đẹp luôn. 40k size L nha, 40 mã 77 cu si thiển hạ. Ủa bữa hổm em có một cái hay gì ta. 35 nè, để dự bị đi kiểm coi, nếu mà có thì bỏ ra. Si tiễn hàng. Size M ngực 85 đổ lại nha. 77 Ri Hằng. Ngực 85 đổ lại, cái này nó làm giống như lỗ nha, thun cô tông. Không có chỗ nhét mút, mình cắt mình nhét vẫn được nha, 30k thôi. 77 là của Ri Hằng nè, 3. Như 40. Cái này 30 nha. Mã CU. Cứ thấy cu là si tiễn hàng nhảy vô chốt. Chốt cu rẻ quá mà. Rồi một em này nó là cái áo kiểu nha, một lớp thôi, không có hai lớp, không có mút, không gì hết. Tầm size M nha các tình yêu. Rất là xinh, dễ thương lắm. 20k size M nha, một lớp, không có mút, nhìn mặc áo kiểu nha. Mã B6.
một em size M ngực 85 đổ lại, size M ngực 85 đổ lại 25k 77 B6 Hiền Dương 20. Hiền Dương chị đóng rồi mà mình đi chưa đi phải không? Hiền Dương đúng rồi, lát đi chung luôn. Size S ngực 80 đổ lại không có chỗ nhét mốt nha, màu đẹp áo mới luôn 35k. Lên mã tiếp tục B6 nữa ha trời. Mã T2 Dương mới có hả? Có hồi nãy một cái đó. 77 Hương Cò 25. Hương Cò, Hương Cỏ, Hương. Size S nè, con này còn mới tinh. Size S ngực 80 đổ lại hiệu Champion mới tinh nha. Xinh xẻo 35k. Tiếp tục mã 77 nữa. Có mấy cây lựu của quên cây kẹp. Một em size M, cái cúp sexy nè. Ngực 86 đổ lại 35 luôn. B5 B5 trời ơi, hiệu này rất là đẹp, sexy, không có chỗ nhét mút size S. Sexy xinh dễ sợ luôn. 20k thôi nha, mới tin. Này này nè. Đéo có người yêu. 25k. Mã B6. Một em size M. Ngực 85 đổ lại. Mày sao nè. 35k. Mã hồng đi. Trời ơi, giờ kiếm kẹp hơi bị mệt rồi. Giờ ít người thôi nên là đọc mã gì đi cho nó nhanh. B6 ri hàng 20k. Hồng Trinh Cherry mới nữa hả? Trinh Cherry inbox giùm cho mình nha. Một em hiệu anh đợi gì Champion size S rất là đẹp luôn nha quý vị ơi, mới cứng nha, 35. Mới cứng luôn, size S ngực 81 đổ lại nha. Màu tím. Cái này buồn buồn quý vị, lật ra cái này mặc vẫn được nha quý vị. Đó, cái nào nó cũng có tem hết nè. Này cũng có tem, mặt màu hồng tím tím này cũng có tem, mà tím đậm cũng có tem nha. Hồng hết rồi Minh Minh ơi. Rồi em này 40k thôi các tình yêu ơi. Mới tinh cứng ngắt luôn, size S M nhỏ ngực 82 đổ lại nha. Lên mã tím giùm cho em đi. Rồi tiếp tục lên cái quần coi. Size S. Size S này S lớn, eo 70 đổ lại. Eo 70 đổ lại nha. Quần dài nè, ở dưới đây nó làm cái này đẹp lắm, tím nha, lê 40. Ở dưới này làm cái này đẹp lắm nè. Eo 70 71 đi, eo 71 đổ lại nha. Quần dài. Dưới lưới lưới đẹp luôn nha, 100k. 100k lên cho em mã dài đi. Lên lên đi rồi đúng không? Chưa. Bữa còn ở trong đó. Rồi một em size M nè. Size M ngực 85 đổ lại 25k. 25k lên mã dây. Dây với dây dây dây. Size L. Size M lớn, L nhỏ ngực 87 92. Kiểu này đẹp nè. 87 92 nha, 35k lên mã xám. Giờ em khỏi kiếm nữa. Nè, bữa hở mai xả cái này bữa dành giật size S. S nhưng mà tầm M mặc được nha. Cái này nó là còn mới luôn, nó còn dán tem nè. Của F21 nha. Tem Owen Hollister. Còn mới nguyên nha tình yêu ơi, 20k mã lính. Size M ngực 85 đổ lại, ngoài sau có mắt cài. 25k mã đen. Một em size L nữa nè. Size L ngực 95 đổ lại. 25k mã trắng. Size L 25k mã trắng, lính là 20 nè. Hương cò. Ai lấy cái cúp này không các tình yêu, cúp to nè. Nếu mà ngực thì tầm 90 92 nha, 15k. 90 92 gì đó.
mã 15. Size L, ngực 96 đổ lại, không có chỗ nhét mút nha. Hiệu Champion luôn á. Size ML, ngực 94 thôi. ML ngực 94 đổ lại nha, 35k mã xanh. Trời ơi, ren. Ren size L, XL. Ngực tầm 98 đổ lại, cúp C. Đó, này mặc thành áo ngực nha các tình yêu. 25k mã mã C. Rồi nè, bữa cái áo quỷ này cứ đi về cái bàn nó chốt xong biến luôn. Size M, cái này là cái cúp, cái cung luôn nha, nó còn cái tem bấm luôn nữa nè. 15k thôi. Mã sọc đi. Em mệt. Em mệt với mấy chế. Mấy chế cứ mua xong không inbox. Rồi cái này nó hơi sức sức cái chỉ đây tí xíu nè, tặng nha. Tầm size ML á. Tầm ML. Mã mã gì ta? Mã số 3. Tặng lên mã số 3. Tiếp tục. Size L. Size L ngực 96 đổ lại, ngực 90 96 25k mã da. Da 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 da. Ôi xem gì nữa không quý vị? Số 3, Hương còn. Tặng. Màu em size L, XL, ngực 98 đổ lại. Màu nâu nâu. Ngực 97 thôi, size L, XL, ngực 97 nha. Dễ thương ghê không? Mã 25, 25k. Rồi một em này size M. Size M này ngực 86 đổ lại nè. Cái này cũng không có chỗ nhét mút nha các tình yêu, 25k thôi. Mã tiêu đi. Rồi hay lấy cái áo quay không? Áo quay có cúp size L nè. Size L nè. Like áo size S. Cái này nó mình để vậy nó là chung nhau chứ không có soạn ra riêng. Mà cái áo này kiểu kiểu như là không có mút nha, nó kiểu hai lớp. Nó cộn cộn trước nè, size S thôi. Đó, ở trong thì có thêm lớp nữa. 15k mã 15 size S nha. Cái quỷ áo ống này 5k nha quý vị, size L, XL, ngực 95, 93, 97 gì đó. Cũng này size S nữa nè, cũng không có chỗ nhét mút. Ngực 80 đổ lại, 79 thôi. Ngực 79 đổ lại nè, trắng đẹp luôn. 25k mã trắng. Rồi này có mút nè, size M. Size M ngực 85 đổ lại nha. Đó. Rồi sao nè, 30k mã 30. Anh đã mo nè. Mo size nhỏ, dốc khay nữa nè. Đây dốc khay này đẹp nè, không có chỗ nhét mút. Rồi dốc khay. Dốc khay này size size M ngực 85 đổ lại, SM ngực 84 85 thôi nha. Nói chung từ 80 cho đến 84 thì mặc đẹp, 85 thì hơi ôm. Dốc khay mới tinh luôn nè quý vị, đẹp. 35k mã chữ Z đi. Under Armour. Lên gì nữa không quý vị, không là em nghỉ nha. Một em này không có chỗ nhét mút mấy lớp đây. Hai lớp không có chỗ nhét mút. Cái này nó màu ghi ghi. Ghi ghi xám xám nha, không phải màu đen. Ngực 85 đổ lại hai lớp nè, 20k lên mã 20. Con Loan trắng à, trắng xả chưa? Cái nào bà? À, xả gì người ta đi rồi bà ơi. Ta lấy luôn á, tím gì đấy chị. Cái tím này size nhỏ xíu à, ông Na Vị. Cái nào có mút, cái CK không có mút nha. 20 nè, sen.
tiếp lên quần hay sao, hay lên gì nữa. Một em này size M nè, size M ngực 86 đổ lại nè, 20 luôn. Cái đó đi thì người ta nhận hàng luôn rồi. Chị lấy cho em cái họa tiết xanh á, 20 lên mã xanh đi nha. Lên vài cái quần nữa em miễn nha quý vị. Hốt quần. Rồi cái này nó tầm size M eo 75 đổ lại nha. Quần kiểu này nè, nhưng mà nó có cái này. Cái này cái đường mai dằn lên á, xanh. Con đấy bị bơm vui à nha, tán cái chết giờ. Nó lấy rồi, xanh nào, 20k của sen. Cái bà chị đã lấy rồi. Nó bị sức cái chỉ đường bên đây nè, sale 30k thôi nha các tình yêu ơi, mới tin nha. Size này size M á, ngực 75 đổ lại nha. Quên lộn. Eo 75 đổ lại nè, 30k mã 30. Size M nữa nè. Size M eo 76 đổ lại. Mà sao có kéo khóa nè. Nên người ta nhận hàng luôn rồi. Em chọn thêm mã áo dán crop top không chị? Áo dán crop top có, nhưng mà để tùm lum á, không có biết nó làm đâu. Eo 76 đổ lại tầm M. Tầm M lớn nha. Phía dưới phối lưới nè, xinh xẻo luôn. Đó, 60k thôi mã 60. Ồ, dính ngay con Reebok nè. Reebok đẹp luôn, size M. Size M này eo 75 đổ lại. Mấy cái quần này mặc vô ngầu lắm luôn nè. Chữ rồi ha. Đó, đẹp lắm nha. Reebok hiệu xịn nè tình yêu ơi, 90k mã 90. Người ta nhận hàng luôn rồi, nhưng mà con đó size L, size mặt vừa, L lớn á. Chị đó chỉ mặc XL đó. Rồi cái này size XL, eo này tầm 7, eo này 80-84 nha. Suy tuyển hàng 90. Ok 90 nha. Ê chiếc này là chuyển khoản nha cưng, hai đơn rồi đó, cộng thêm tiền ship bữa hổm nha, đi về luôn nha. Size L 84 đổ lại nè, đẹp nha. 60k mã L. Đây toàn bộ là xám đen rất là nhiều. À kiểu này đẹp lắm. Size S eo 69 đổ lại, cạp cao rất là xinh đây nè, nó có mấy cái nút ở dưới nè, dễ thương không, có mấy cái nút này nha, đẹp lắm luôn nha. Cạp cao size S eo gầm 69 đổ lại thôi nha. Rồi 90k mã xanh. Đen đây, đen xám đây. Dunking size S. Nó để XS nhưng mà tầm S nha, eo 67 đổ lại. Đen phối xám đây. 70k mã 70. Đây lại chị nào hỏi eo 85 nè. 85 là quần ống suông nè, size XL eo 85 quần ống suông là 60k mã suông. Xanh Vivian Võ 90. Nguyễn Duy Võ này hay đi chung, làm nó hay lộn. Nè cái này đang kinh size S luôn nè. Nó để XS nhưng mà tầm S. E66 đổ lại cạp cao. E66 đổ lại cạp cao nha. Đẹp luôn nè. 90 nè, mã dài. Một em Dunking nữa nè, XS luôn. Mà tầm S, E66 đổ lại nha. Mình dài nha. Rồi em này cũng 90 luôn nha, mã chữ D đi. Rồi lên gì nữa quý vị ơi. Không là em nghỉ nha. Size L
eo 77 đổ lại, quần lửng nè, khối cạp nè. Em này 60 mã hoa, hiệu gì Kiodan size M, eo 75 đổ lại. Em này đẹp nè, em này có dúng dúng nè, dúng ngoài dúng trong, dúng trong dúng ngoài, eo 75 đổ lại nha, size M lớn 70k, mã cạp tím, size L, size L eo 79 đổ lại, 60k, mã cạp xanh. Này gì đây, này size S eo 69 đổ lại, 69-70 nha, cạp cao. Mà cái này nó dính dơ dơ rồi, để giặt mới được. Rồi cái này ai giặt nó dính một tí xíu này, giống như nó ép kiện, nó dính dính, nhìn kỹ mới thấy nè. Ai giặt được thì em sale con này 60k nha, mã cam. Rồi xong, ai có đơn nhớ inbox nha. Tình yêu nào mới vô có một cái hai cái gì đó, muốn xem cái gì báo với em nha. Loan nữa nè, loan size S không có chuẩn nhét mút, hai lớp S không có chuẩn nhét mút, ngực 82 đổ lại nè, 25k luôn, mã 25 cam. Nghĩ qua đó hả, si tuyển hàng 60k. Ok, cam size S đó. Nó để S nhưng mà tầm M eo 72 71 đổ lại nha, 60 dính tí xíu, nhưng mà này nó đang cái mã nó loang loang, nó dính cũng không thấy. 60 nè. Ủa nãy nói gì, 60 si tuyển hàng. Còn gì nữa, áo quần, quần áo, áo gì đây, áo này chưa lên, chưa lên mà đã xuống, ngồi lên. Size ML, size M lớn đi, ngực 88 đổ lại. Cái này cũng không có chỗ nhét mút nha, 25k luôn đi, 25k mã 25. Môi môi môi. Gì nữa quý vị ơi, quý vị ơi, lên cặp áo nữa nghỉ nha. Rồi size M lớn, L nhỏ, ngực 90 đổ lại, ngực 90 đổ lại nè, ngoài sau cái lưng này nè, 35k mã xanh lá. Size S, size S M nhỏ, ngực 82 đổ lại, cái này không có chỗ nhét mút nha, 25k mã xanh. Cái này size S luôn, ngực 80 không chỗ nhét mút, 25k mã hồng. Rồi một con hồng này đẹp nè, đan kinh luôn, size L, size L, xanh lá to lắm, si tuyển hàng không có vừa, có vừa không đây nha, size L nha, si tuyển hàng không thì để cho Hoàng nha. Size L nè, ngực 89-90 đổ lại mút liền, 35k mã liền đi, vừa không? Chưa, đang hỏi si tuyển hàng lên mã trước, hỏi tôi có vừa không, lấy luôn hả? 35 nè, si tuyển hàng nè, size L nha bạn, về kêu to là tôi quánh cho một cái. Size S ngực 79 đổ lại, chất dày, chất dày luôn nha. Này 30k thôi, nhỏ quá, mã tím. Này chắc của em bé quá, em bé lên mã chữ B nha tặng. Này size L 5k, ống 5k mã 5, mã chữ B bà. Rồi ống size L 5k mã xám, chữ B nè, sen nè, tặng. Cái này có nhiều cái mắc cài nè, thâu vô được, size M 85 đổ lại nha. Rồi sao nè, 30k luôn, mã đen, chữ V là nào,
Chữ B tặng rồi tình yêu ơi. Xám 5k. Suy tuyển hàng 5k. Ống còn đen nha. Hạnh cần hay hạnh cấn gì nè. Rồi một em size XL, Âu Na Vì XL. Ngực chinh chính đổ lại. Cái này cũng không có chỗ nhét mút nha. Của Âu Na Vì nè. Em này 30k luôn nha. Mã 30. Size S nè. Size S M nhỏ ngực 82 đổ lại. Cái này cũng không chỗ nhét mút luôn nha các tình yêu. Còn mới tin luôn nha. Của Champion 35k. Mã 35 đi. Ok 5k. Để ngoài đi. Thì sắp nghỉ rồi. 5k. Hạnh cấn. Champion màu trắng đẹp. Hai lớp không chỗ nhét mút size M. Size M cái này cắt nhét được nha các tình yêu. Mới tinh trắng tinh luôn 30k. 30k mã trắng. Cái này cũng không chỗ nhét mút luôn size M. Cúp V. Ngực 85 đổ lại nha. Em này 25k thôi mã xám. Kiểu này cột ngoài trước nè. Tầm size L nha. Sexy, mặc đi bơi, đi biển gì cũng được nha. Tầm size L, XL đều được. Tại vì cái này cột mình có thể cột sâu vô một xíu hoặc nới ra một xíu được nha. Ngực 92, 98 mặc đẹp. 20k, 20k. Mã kiểu đi. Một em này đẹp nè. Size XL. XL ngực 97 đổ lại. Màu đen. Ngoài sao nè. 35k. Mã XL. Cái quần nữa. Rồi gì nữa quý vị ơi. Một cái quần ống suông size M lớn, L nhỏ, eo 77 đổ lại. Eo 77 nha. 70k. Lên mã 70. Nghĩ này là gì. Rồi một em size L eo 77 đổ lại luôn. 60k. Lên mã 60. Không giờ em lên cái này nữa em nghỉ luôn rồi. Có một cái là em xả nha tình yêu. Một em size S Champion. Size S này form lớn. Eo 70, 71 đổ lại nha. Họ tiết đẹp ghê luôn. Em này 90 lên mã 90. Thôi em nghỉ nha tình yêu ơi. Ai có đơn nhớ inbox nha. Uống miếng nước. View anh ok gì em? Anh bóc hả? Đang kiếm nè. Kiếm có lỗi liếc gì không? Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ nha. Ôi cha.